Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 52. Dường như đang đáp lại lời của Dương Diệp, phía chân trời đột nhiên mở đi, mây đen rậm rạp, tiếp theo, một cột sấm sét màu đen âm âm hạ xuống, mục tiêu là Dương Diệp. Sấm sét màu đen, không ngờ ông trời đối xử với Dương Diệp như huyền giả chống đối. Nhìn cột sấm sét kia, trong mắt Yêu Hoàng có chút mờ mịt, bởi vì sấm sét màu đen chỉ từng xuất hiện ở trong truyền thuyết. Phải nói là từng xuất hiện vào 10 vạn năm trước, khi ông trời chống lại huyền giả nghịch thiên. Mà bây giờ, nó lại xuất hiện, mục tiêu là Dương Diệp. Không ngờ ông trời sử dụng cách thức này để đối xử với Dương Diệp. Chẳng lẽ yêu tộc mình thật sự sẽ Dương Diệp chống lại trời sao? Làm như thế, có khác gì với huyền giả chống lại trời 10 vạn năm trước chứ? Mà vào lúc này, ảo ảnh tháp nhỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên phóng lên cao, nghênh đón cột sấm sét kia. Ở trong ánh mắt kinh hãi của rất nhiều người, cột sấm sét cực lớn kia ầm ầm vỡ nát, hóa thành rất nhiều lôi điện bắn ra xung quanh, tòa tháp nhỏ ảo ảnh này đã trở lại đỉnh đầu của Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tòa tháp nhỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp, Yêu Hoàng cũng vậy, bởi vì ngay vừa rồi, hắn tự nhiên cảm nhận được sự thu hút và nguy hiểm mãnh liệt từ trên hát tòa tháp nhỏ này. Dương Diệp cũng bị kinh ngạc, hắn đương nhiên biết ảo ảnh tháp nhỏ này chính là Hồng Mông Tháp, chẳng qua hắn không rõ, thứ này làm sao có thể hóa ra một ảo rảnh tháp nhỏ ở trên đỉnh đầu của mình chứ? Chẳng lẽ mình nói tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi đã làm cho nó cộng hưởng à? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Hắn không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, bất kể như thế nào, Hồng Mông Tháp này đã nhận hắn làm chủ, dù sao cũng sẽ không hại hắn là được. Ngươi làm sao làm được vậy? Đúng lúc này, một giọng nói tương đối giả dặn vang lên ở đối diện Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lại, khi thấy Hạ Hầu Hiên lúc này đã trở nên già nua, hắn không có cảm giác không đành lòng, chỉ có sảng khoái, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn bại, kết cục của hắn tuyệt đối không thể tốt hơn Hạ Hầu Hiên bây giờ. Hắn lập tức lạnh lùng cười, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha! Trên gương mặt già nua Hạ Hầu Hiên hiện ra một tia tự giễu, nói. Ta tập bút phạt khẩu chu này, vốn là muốn tương lai làm vinh quang tiền bối nho đạo năm đó đối đầu với huyền giả đi ngược lại loài người năm đó, chẳng qua ta không nghĩ tới, mình tự nhiên lại thất tại ở trên tay của Dương Diệp ngươi, 20 năm tu vi lại thành giá áo cho Dương Diệp ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng. Trong mắt Hạ Hầu Hiên biến thành oán độc cùng căm hận vô tận, nhưng mà đáng tiếc, lúc này hắn đừng nói ra tay, ngay cả đứng cũng không vững. Dương Diệp bước về phía trước. Lập tức tới trước mặt Hạ Hầu Hiên, tiếp theo, một kiếm lướt qua cổ của Hạ Hầu Hiên, xoẹt một tiếng, đầu của Hạ Hầu Hiên mang theo một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Nhìn thi thể của Hạ Hầu Hiên, Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái, không thể không nói, thực lực của người trước mắt này rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ đến mức trước đó hắn cũng sắp thất bại. Nhưng người này không nên khinh địch, phải nói là không nên sử dụng bút phạt khẩu chu này, nếu như không phải sử dụng bút phạt khẩu chu này. Có lẽ người chết không phải Hạ Hầu Hiên, mà là hắn. Mà Hạ Hầu Hiên trước mắt này chẳng qua là người đứng thứ ba trên thánh bảng của thánh địa mà thôi. Vậy người đứng đầu thánh bảng rốt cuộc mạnh tới mức nào? Dương Diệp nhíu chặt lông mày, hắn vẫn không ngừng tu luyện, không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Trước đó, hắn cũng cho rằng trong cùng cấp, chắc chắn không có người nào có thể giết được hắn, không, phải nói không có người có thể chiến thắng được hắn. Nhưng sự thực là trước đó hắn thiếu chút nữa đã chết ở trong tay của một huyền giả cùng cảnh giới tôn giả. Lần này hắn sống sót, không phải bởi vì thực lực của bản thân hắn, mà bởi vì may mắn, đúng vậy, là may mắn. Dựa vào may mắn sống sót là chuyện có chút châm chọc đối với Dương Diệp. Một khi con người đắc chí, sẽ không giữ được thái độ đúng mực, ai cũng không ngoại lệ. Trải qua một trận đánh trước đó, Dương Diệp thật sự thu hồi lại lòng kiêu ngạo của mình. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của hắn lúc trước, thậm chí là bây giờ sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả cửu phẩm, vẫn không có gì đáng để kiêu ngạo. Trên người có người, trên trời có trời, núi cao còn có núi cao hơn. Tự cao tự đại, kết quả sau cùng chính là tìm đường chết. Cho nên, hắn còn muốn không ngừng cố gắng, thậm chí càng cố gắng hơn trước đây. Vèo. Đúng lúc này. Tòa tháp nhỏ ảo ảnh trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng chui vào trong cơ thể của Dương Diệp. Khi hắn quan sát trong cơ thể, chỉ thấy Hồng Mông Tháp đã biến thành thực thể, lại không thấy ảo ảnh tháp nhỏ đâu. Cả,
Nhìn tòa Hồng Mông tháp này, trong lòng Dương Diệp khẽ thở dài, hắn biết rõ, tòa tháp này tuyệt đối là một món đại sát khí, nhưng đáng tiếc, hắn tạm thời không khống chế được tòa tháp này. Đây là một món chuyện đặc biệt vô cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, mấy trăm dặm phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, toàn bộ mặt đất giống như địa chấn, điên cuồng rung lên, rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay không ngừng tan tràn trên mặt đất. An Nam tĩnh. Trong lòng Dương Diệp chợt trầm xuống, vung tay phải lên, hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng đến phía xa. Một đường tới đây, trong lòng Dương Diệp không ngừng bị chấn động, bởi vì hắn phát hiện mình càng tiếp cận An Nam tĩnh cùng người mù kia, tình hình phía dưới mặt đất lại càng khủng khiếp. Ví dụ như từ vị trí hắn bay bây giờ nhìn xuống, khắp mặt đất chí ít đã lún xuống sâu trăm trượng. Bất kể là An Nam tĩnh hay là người mù, thực lực của hai người đã vượt ra khỏi dự đoán của Dương Diệp rất nhiều. Chẳng bao lâu, Dương Diệp nhìn thấy An Nam tĩnh cùng người mù kia. Lúc người mù kia đã quỳ một đầu gối xuống đất, trường thương màu tím trong tay đã chống vào đầu của một thanh thương màu tím, tuy nhiên đầu thương này gãy một nửa, mà Dương Diệp nhìn thấy ở ngực của người mù có một vết thương xuyên từ cổ họng xuống tới bụng, vết thương sâu đủ để nhìn thấy ngũ tạng lục phủ bên trong. Dương Diệp chợt quay đầu lại nhìn về phía An Nam tĩnh, khi thấy nàng, đồng tử của Dương Diệp lập tức co như mũi kim. Bởi vì hắn không nhìn thấy được tay trái của An Nam tĩnh nữa. Ngươi thắng à? An Nam tĩnh nhìn Dương Diệp, khóe miệng tươi cười, chẳng qua gương mặt có vài phần tái nhợt, mà ở chỗ vai trái của nàng vẫn đang không ngừng nhỏ máu. Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam tĩnh, nhìn chỗ vai trái cả nàng đã gần như nát bét, không biết tại sao từ khóe mắt hắn chậm rãi tràn ra hai dòng nước trong suốt. Trong lòng thật đau, lúc này Dương Diệp cảm giác tim mình đau đớn giống như kim châm vậy. Nhìn Dương Diệp rơi nước mắt, An Nam tĩnh có phần sững sờ, sau đó mi mắt hạ xuống, im lặng một lát mới nói. Không sao, không có tổn thương tới vị trí quan trọng, có thể mọc lại. Dương Diệp kéo An Nam tĩnh vào trong lòng mình, sau đó tay phải đặt ở chỗ vai trái của An Nam tĩnh, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Hắn chẳng qua chỉ lẳng lặng truyền huyền khí cho An Nam tĩnh, không nói xin lỗi, cũng không nói cảm ơn, bởi vì giữa hắn cùng với An Nam tĩnh. Nói những thứ này đều là dư thừa. Bị Dương Diệp kéo đến trong lòng, cơ thể An Nam tĩnh cứng đờ, nàng hơi giãy giụa, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Sau khi im lặng một lúc lâu, nàng không cổ thoát ra nữa, mặc cho Dương Diệp ôm mình, chẳng qua trong mắt nàng có cảm xúc phức tạp cùng mờ mịt. Không ngờ ngươi lại giết chết được Hạ Hầu Hiên. Đúng lúc này, người mù ở phía xa đột nhiên nói chuyện. Đợi lát nữa ta cũng sẽ giết ngươi. Dương Diệp nhìn người mù, giọng nói hoàn toàn không có cảm xúc. Ta cũng không sợ chết. Người mù nói. Ta chỉ tò mò, người làm có thể giết hắn được. Có ý nghĩa sao? Dương Diệp nói. Hắn đã chết rồi, không phải sao? Người mù hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ gật đầu, nói. Người nói đúng, đã không có ý nghĩa gì nữa. Ta muốn nói là cuộc chiến giữa ta và nàng vẫn chưa kết thúc, người không nên nhúng tay vào. An Nam tĩnh khẽ gật đầu, muốn tránh khỏi vòng tay của Dương Diệp, nhưng lại bị Dương Diệp ôm thật chặt, hoàn toàn không thoát ra được, An Nam tĩnh giật mình, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp dịu dàng nói. Nàng đừng quên, lúc trước hai người bọn họ tới, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phải một đấu một với ta. Nói chung, bây giờ nàng cố gắng dưỡng thương là được, cứ giao hắn cho ta xử lý, hiểu không? Nghĩ đến cảnh tượng người mù cùng Hạ Hầu Hiên liên thủ đối phó với Dương Diệp. An Nam tĩnh không do dự, lập tức khẽ gật đầu. Nàng có võ đức, nhưng không cổ hủ. Nếu như lúc đầu người mù không liên thủ với người khác để đối phó Dương Diệp, nàng tuyệt đối không để cho Dương Diệp nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa bọn họ. Nhưng đáng tiếc, ngay từ lúc đầu người mù kia và Hạ Hầu Hiên đã không lựa chọn một đấu một với Dương Diệp. Thấy An Nam tĩnh gật đầu, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía người mù, thần sắc lập tức lạnh lùng, nói. Thánh địa đã nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, Dương Diệp ta thề với trời, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định làm cho thánh địa biến mất khỏi thế gian này. Hắn không quan tâm tới cái gì huyền giả nghịch chủng hay không, hắn chỉ biết thánh địa này muốn hắn chết, nếu như vậy, hắn sẽ làm cho thánh địa chết. Ngươi quá tự tin. Người mù nói. Đừng nói là ngươi, cho dù là huyền giả nghịch chủng cũng đừng mong dễ dàng tiêu diệt được thánh địa ta. Có lẽ vậy. Dương Diệp nói. Tuy nhiên ta vẫn muốn thử xem.
Người mù im lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta không nên tự giết lẫn nhau, huyền giả nghịch chủng mới là kẻ địch lớn của tất cả nhân loại chúng ta, bất kể là người của thánh địa ta chết trong tay các ngươi, hay là người của các ngươi chết ở trong tay thánh địa chúng ta, đều không đáng. Cho dù bọn họ chết, cũng có thể chết trong cuộc chiến chống lại huyền giả nghịch chủng trong tương lai mới phải. Câu nói này, ngươi hẳn phải nên nói với người của thánh địa ngươi thì hơn. Dương Diệp nói, trải qua chuyện lần này, bọn họ sẽ hiểu rõ đạo lý này. Người mù nói, đã muộn rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, các ngươi chọn chiến tranh, bây giờ nói muốn kết thúc là kết thúc sao? Không có khả năng, ta cũng hiểu rõ, thánh địa các ngươi cao ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hôm nay, các ngươi chết, ngày mai, bọn họ sẽ phải người mạnh hơn tới. Có lẽ, ngay cả cường giả cảnh giới thánh giả cũng sẽ tới, không phải sao? Tuy nhiên người yên tâm, ta sẽ không mãi bị động như vậy nữa. Chờ tới lúc ta chủ động, ta sẽ trở thành ác mộng của thánh địa các ngươi. Có lẽ vậy. Người mù nói. Hôm nay ta với Hạ Hầu Hiên chết, thánh địa thật sự sẽ ý thức được sự đáng sợ của ngươi. Khi đó, bọn họ sẽ có hai loại lựa chọn. Một là lôi kéo ngươi, bởi vì ngươi cùng nữ nhân của ngươi tương lai trưởng thành lên, sẽ là cường giả tuyệt thế thật sự. Hai là hoàn toàn hủy diệt ngươi. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không để cho thánh địa lại xuất hiện một, không, phải nói là hai kẻ địch lớn có thể giống như tô sư của kiếm tông trong tương lai. Khi An Nam Tĩnh nghe người mù nói nàng là nữ nhân của Dương Diệp, vẻ mặt An Nam Tĩnh có chút không được tự nhiên, nàng muốn nói gì đó, nhưng mỗi mấy máy một lúc lâu lại không nói được lời nào. Nàng không có thói quen giải thích với người khác, ngoại trừ Dương Diệp. Tổ sư của kiếm tông đã đi qua thánh địa của các ngươi sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi, hắn đã từng gặp hồn phách của tổ sư của kiếm tông, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tổ sư của kiếm tông này hình như càng lúc càng thần bí. Đã từng đi qua, người mù nói, còn giết người nữa, ngài ấy đã giết bao nhiêu người vậy? Dương Diệp hỏi, 15 vị bán thánh, mấy trăm hoàng giả. Người mù nói, đồng tử của Dương Diệp co lại, 15 vị bán thánh. Vậy thực lực của tổ sư của kiếm tông còn mạnh hơn truyền thuyết trong đại lục huyền giả rất nhiều. Dương Diệp lắc đầu, thả An Nam Tĩnh ra, nói. Bây giờ nàng cảm giác thế nào? An Nam Tĩnh nói. Cố gắng tu dưỡng một tháng, có thể sẽ khỏi hẳn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Chờ sau khi chuyện ở đây kết thúc, nàng khoan hãy rời đi, ở lại giúp ta được không? Hắn không biết đệ nhất thiên tài thánh địa rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào. Nhưng hắn biết rõ, thực lực của yêu nghiệt đứng đầu này tuyệt đối sẽ vượt ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Nếu như một đấu một, bây giờ hắn chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, hắn không sợ đối phương, nhưng nếu chẳng may bị vây đánh thì sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn hy vọng An Nam Tĩnh đến bên trong Hồng Mông Tháp tu luyện, lấy thiên phú của An Nam Tĩnh, nàng ở bên trong Hồng Mông Tháp tu hành, thực lực tuyệt đối có thể nâng cao trên diện rộng. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Lần này ta tới, sẽ không đi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi về phía người mù kia, hắn xoay cổ tay một cái, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, nói. Ngươi phải chết, ta sẽ không giơ tay chịu trói. Tay của người mù khẽ động, trên trường thương màu tím chấn động kịch liệt, nhưng vết thương ở bụng hắn lại nứt ra lớn hơn, máu tươi không ngừng chảy ra. Dương Diệp không hề do dự. Cơ thể thoáng di chuyển, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía người mù. Mà vào lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên ở trong không trung. U Minh nữ ở điện thứ 10 trong 10 điện U Minh sống một mình ở U Minh Hoạt Thạch, xét xử cô hồn dã quỷ, nắm giữ thần lực âm dương, hiểu bí mật của sự sống và cái chết. Nghe được câu nói này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Nhưng ngay vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy có một bóng đen hiện lên, tiếp theo. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, hắn chỉ thấy đến ý kiếm trong tay hắn đã được gia tăng 10 kiếm ý tầng 2 lại bị hai ngón tay trắng và nhỏ nhắn kẹp lấy. Đứng đầu thánh bảng, Minh Nữ. Tiếng nói vừa dứt. Ầm. Ý kiếm trong tay Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo, trực tiếp hóa thành hư vô. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt người mù. Nữ tử này khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc bạc trắng, váy gai, đi chân trần. Hai mắt tối tăm, ngay cả con người cũng có màu đen, thâm thúy giống như bầu trời sao vậy.
Ở trên cổ tay của nữ tử này có buộc một sợi dây xích màu trắng bạc. Nói sợi dây xích buộc ở trên tay nàng, còn không bằng nói là trói ở trên tay nàng. Bởi vì bắt đầu từ chỗ cánh tay của nữ tử này, khắp cả người đều bị sợi dây xích màu trắng bạc quấn vòng quanh. Minh nữ nhìn Dương Diệp, hai mắt của nàng dường như có ma lực kỳ dị, làm cho tinh thần Dương Diệp chợt hoảng hốt, điều này khiến hắn càng thêm kinh hãi, vội vàng khởi động kiếm ý xua tan cảm giác không thoải mái trong đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lùi về phía sau 10 trượng, kéo dài khoảng cách với nữ tử trước mắt. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, lúc này trên mặt nàng cũng lộ vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Từ sau tổ sư của kiếm tông, kiếm đạo lại xuất hiện một vị thiên tài kiếm đạo. Người bên cạnh người cũng không tệ, đã có thể dung hợp nhiều loại ý cảnh, lại mang trên người hơn 20 loại truyền thừa võ đạo khác nhau, đúng là thiên tài tuyệt thế khó có được. Đám người Hạ Hầu Hiên không đáng chết ở trên tay các ngươi cũng không đáng chết ở trên tay ta, kẻ địch thật sự của đại lục huyền giả là huyền giả nghịch chủng, cho nên, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi. Minh nữ chậm rãi mở miệng, âm thanh cũng giống như mang theo ma lực, làm trong đầu hai người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh có chút ảm đạm. Ngươi thật tự tin nhỉ? Dương Diệp bước về phía trước và thi triển ra kiếm vực, một lực lượng vô hình bao phủ lấy nơi đây. Dưới bán thánh, không có người nào mà ta không giết được cả. Minh nữ duỗi tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, một lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía xung quanh nàng, cản trở lực lượng kiếm vực của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, đây là lực lượng gì vậy? Không ngờ nó lại có thể ngăn cản được lực lượng của kiếm vực. Nghịch, tay của Minh nữ đột nhiên thả lỏng ra, tiếp theo, một đường ánh sáng trắng cùng ánh sáng màu đen chợt lóe lên, Dương Diệp rên lên một tiếng và lùi lại vài chục bước. Kiếm vực của hắn đã bị phá. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, giữ tay nàng lại, nhìn nàng lắc đầu, nữ nhân trước mắt này quá thần bí. Minh nữ nói, kiếm vực không nên kém như vậy chứ. Năm đó... Tổ sư của kiếm tông lấy sức một mình chọn hơn 10 vị bán thánh mà không bị thất bại, chính là dựa vào uy lực của kiếm vực này. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy, chắc còn chưa nắm giữ được tinh túy thật sự của kiếm vực. Chờ ngươi thật sự nắm giữ kiếm vực, khi đó có lẽ có thể đánh với ta một trận. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Các ngươi đi đi. Không phải hắn không muốn giữ đối phương lại, mà hắn căn bản không giữ lại được. Thực lực của nữ nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, hắn chỉ từng cảm nhận loại cảm giác này ở trên người Mạc Lão. Còn nữ nhân trước mắt này mới chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm mà thôi. Trừ khi hắn nắm giữ kiếm vực thật sự, hoặc bắt được bản thể của kiếm linh, nếu không, hắn muốn chống lại nữ nhân này, khả năng tuyệt đối sẽ là thua nhiều thắng ít. Minh nữ khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía người mù, sau đó tay hơi đảo qua. Một tia sáng trắng tiến vào bụng của người mù, lỗ thủng thật lớn kia lại nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không đến 10 hơi thở, vết thương ở bụng của người mù đã khôi phục lại như lúc ban đầu, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lúc hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt lại có thêm vài phần nghiêm trọng. Sao ngươi lại tới đây? Người mù hỏi. Ta tới cứu các ngươi, đáng tiếc tới chậm một bước, Hạ Hầu Hiên chết rồi. Minh nữ nói, hắn chết thế nào? Người mù hỏi. Minh nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói, lực lượng vượt ra ngoài thế giới này đã giết hắn, lực lượng kia ẩn chứa lực còn mạnh hơn lực thiên đạo của thế giới này, lực lượng kia tán thành Dương Diệp, cho nên Hạ Hầu Hiên bị cắn trả. Còn có lực lượng mạnh hơn lực của thiên đạo của thế giới này sao? Người mù lại hỏi, trong giọng nói có phần kinh ngạc. Có rất nhiều. Minh nữ đột nhiên đưa tay nắm vai của người mù, sau đó thân thể khẽ run lên, người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lấy thực lực của nàng, vừa rồi có thể giết chết bọn chúng, vì sao nàng lại không giết? Người mù còn đang hỏi. Không giết được. Minh nữ nói. Vì sao? Người mù không hiểu. Thời điểm ta xuất hiện, bán thánh của thế giới này đã theo dõi ta, nếu ta ra tay có lẽ người chết trước có thể là ta. Minh nữ nói. Vậy vì sao hắn không giết người? Người mù lại hỏi. Hắn không dám, bởi vì hắn sợ ta hủy đạo của hắn. Người mù. Gạch nối. Sau khi Minh nữ cùng người mù rời đi, Mạc Lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lúc này trên mặt Mạc Lão cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn liếc mắt nhìn về hướng Minh nữ rời đi, sau đó nói.
Nữ tử này rất kỳ lạ, nắm giữ lực lượng cùng đạo tu luyện mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, mặc dù nàng chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng ta cảm giác nàng lại có thể uy hiếp đến ta. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói. Có thể uy hiếp được Mạc lão sao? Nàng có mạnh như vậy à? Mạc lão mỉm cười, nói. Chẳng qua chỉ là cảm giác mà thôi, nếu như ra tay thật, mười nàng cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Lúc trước sở dĩ ta không giết nàng là vì hai nguyên nhân, một là ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, hai là ta hy vọng bản thân ngươi đi giết nàng, mà không phải ta tới giúp ngươi giết. Ngươi muốn trưởng thành, ngươi cần phải tự đi đối phó với đối thủ của mình, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ, Mạc lão yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mạc lão nói. Bây giờ, thực lực của ngươi quả thật không bằng nàng. Tuy nhiên ngươi cũng đừng nản chí, nàng có chút kỳ lạ, không thể xét theo lẽ thường được. Điều ngươi cần phải làm lúc này là cố gắng vững chắc cảnh giới của mình, còn phải ngưng luyện kiếm ý nữa. Mặc dù ngươi là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ngoại lực để nâng cao, có chút tai họa ngầm cần phải lập tức loại bỏ tận gốc, nếu không sau này sẽ có rất nhiều phiền phức. Kiếm ý của ngươi cũng như vậy, cũng cần tự mình không ngừng ngưng luyện nâng cao. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, Mạc lão cũng biết kiếm vực à? Cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm vực, nhưng lại không thể chân chính nắm giữ được kiếm vực, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn, nếu không, trước đó hắn liên thủ cùng An Nam Tĩnh, không phải không có khả năng giữ được nữ tử tên gọi Minh Nữ kia ở lại. Mạc lão lắc đầu, nói, lực lượng của vực, đặc biệt kiếm vực thì chỉ có Tiêu Giao Tử đã từng lĩnh ngộ qua, ta không biết rõ về những huyền diệu trong đó. Trong thánh địa có thể có người biết, nhưng lấy quan hệ của ngươi cùng thánh địa hiện tại, bọn họ sẽ không nói cho ngươi biết, cho nên, ngươi phải tự mình suy nghĩ thôi. Dù sao ngươi đã lĩnh ngộ, nó không chạy thoát được đâu. Tự mình cân nhắc. Dương Diệp cười gượng. Loạn thế đã đến, kẻ địch trước mặt của ngươi có thánh địa, có thiên đạo, còn có khả năng có huyền giả nghịch trùng, ngươi không có thực lực, kết quả của ngươi thế nào, bản thân ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ. Ta ở thế giới này cũng không phải là tồn tại vô địch giống như Tiêu Giao Tử trước đây, còn có lực lượng có thể giết chết ta, cho nên, nếu ngươi muốn sống sót và sống tốt, vậy ngươi phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, sử dụng kiếm trong tay ngươi chém hết tất cả những gì ngăn cản ở trước mắt ngươi. Mạc lão bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn biết rõ, kẻ địch của hắn bây giờ còn mạnh hơn Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nếu hắn muốn cố gắng sống sót thì chỉ có thể nắm giữ thực lực cường đại. Về phần Mạc lão, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần nhờ tới Mạc lão cả đời cả. Người chỉ có dựa vào chính mình, hắn đã sớm hiểu rõ điều này. Mạc lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Thiên phú của ngươi đúng là hiếm thấy trên đều, nếu như sinh ra ở thánh địa, thành tựu của ngươi chưa chắc sẽ không yếu hơn nữ nhân lúc trước kia. Ta sẽ không thua nàng. An Nam Tĩnh khẽ nói, giọng điệu kiên định. Mạc lão cười nhìn An Nam Tĩnh, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, nói. Hãy quý trọng người trước mắt. Nói dứt lời, hắn lập tức biến mất. Dương Diệp có chút xấu hổ, Mạc lão này. Không khí có phần xấu hổ, một lát sau An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ngươi có thể thả lỏng tay. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, cúi đầu nhìn, mới phát hiện lúc trước hắn nắm tay An Nam Tĩnh đến giờ vẫn chưa thả ra. Dương Diệp không buông ra, mà chỉ nói. Ta dẫn nàng đi tới một chỗ. Nói xong, hắn dẫn An Nam Tĩnh tới bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi bước vào Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh giống như đám người Tô Thanh Thi lúc đầu, cũng kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Ở trước mặt hai người có một tòa cung điện lộng lẫy, đây là do Tần Tịch Nguyệt chuyển từ đế quốc Đại Tần vào, mấy nữ tử như Tô Thanh Thi lại thường ở trong này tu luyện. Nơi này là... Trong mắt An Nam Tĩnh đầy khó hiểu. Dương Diệp nói. Cái này nói ra có hơi dài, dù sao nàng chỉ cần biết là tu luyện ở bên trong này nhanh hơn ở bên ngoài rất nhiều là được. Sau này nàng cứ ở trong này tu luyện, khi ta có thời gian, chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu về võ học, cùng nhau suy nghĩ, nàng cảm thấy thế nào. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Linh khí ở đây quả thật rất đầy đủ, còn dồi dào hơn cả bên ngoài. Nàng bằng lòng ở chỗ này à? Trong giọng nói của Dương Diệp hoàn toàn không che giấu sự vui sướng. Ngươi rất muốn ta ở chỗ này sao? An Nam Tĩnh hỏi. Đương nhiên.
Dương Diệp khẽ gật đầu, ăn nam tính trở nên mạnh mẽ, sẽ có lợi cho cả nàng và mình. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có ý định sẽ lợi dụng An Nam Tính, chẳng qua hắn đơn thuần hy vọng An Nam Tính có thể có được một ít lợi ích. Ta biết ngươi cảm kích ta, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. An Nam Tính nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nắm thật chặt tay của An Nam Tính, nói. An Nam Tính, nàng cảm thấy ta muốn báo đáp nàng, nên mới dẫn nàng tới chỗ này, mới để cho nàng biết được bí mật của ta sao? An Nam Tính nhìn Dương Diệp không nói gì, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thả tay của An Nam Tính ra, nói. Nàng vì giúp ta mà bị người ta chặt đứt một cánh tay, nếu như trong lòng ta không cảm kích, không hổ thẹn thì đó là giả, nhưng từ trước tới nay ta chưa từng nói xin lỗi nàng, cũng chưa từng nói cảm ơn nàng, nàng có biết tại sao không? Bởi vì ta cảm thấy giữa chúng ta không cần nói những lời này. Ta tin tưởng sâu sắc, nếu ta gặp khó khăn, nàng vẫn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, giúp ta, nếu nàng có khó khăn, ta cũng sẽ không hề chùn bước giúp nàng. An Nam Tính hơi cúi đầu, im lặng. Nhìn chỗ cánh tay bị mất của An Nam Tính, trong lòng Dương Diệp hơi đau xót, nhẹ nhàng ôm An Nam Tính, nói. Không nói những thứ này nữa, ta tôn trọng ý của nàng, nếu nàng muốn ở lại, ta hoan nghênh, nếu nàng muốn đi, ta cũng không ngăn cản, chỉ cần nàng thích, nàng bằng lòng là được. An Nam Tính không đi, về phần tại sao không đi, nàng không nói, chẳng qua cứ ở lại như vậy. Dương Diệp cũng không hỏi kỹ về chuyện này, dù sao đây là chuyện tốt. Trải qua một trận đánh cùng Hạ Hầu Hiên và có người mù kia, Dương Diệp nhận thức rõ ràng những thiếu sót của mình. Cái phần thiếu sót này bao gồm rất nhiều phương diện, ví dụ như kinh nghiệm chiến đấu, kiếm kỹ của bản thân thiếu, cùng với lực lượng thân thể còn chưa đủ mạnh mẽ. Nói tóm lại, hắn cuối cùng vẫn yếu. Ở Nam vực này, lấy thực lực của hắn, không quá cảnh giới hoàng giả, hắn đúng là tồn tại vô địch. Nhưng đặt ở Thánh Địa, nếu như không dựa vào Hồng Mông Tháp, trước đây hắn nhất định sẽ thua ở trong tay của Hạ Hầu Hiên này. Nếu như cùng chống lại người mù kia, lấy năng lực khủng khiếp đó, hắn có rất ít cơ hội có thể giành phần thắng. Nếu như gặp phải Minh Nữ người đứng đầu Thánh Bảng, có lẽ hắn sẽ không có một cơ hội nào. Yếu. Quá yếu. Mình quá yếu. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, hắn biết rõ thế giới này rất lớn, lớn đến mức hắn không có cách nào tưởng tượng được, rõ ràng bên ngoài thế giới này còn có thế giới khác. Thế giới bên ngoài còn có vô số thiên tài, những thiên tài này lại khủng khiếp tới mức nào. Xa không nói, chỉ nói tới tiểu nữ tử trong vòng xoáy của hắn thôi, nàng nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại có thực lực mà hắn có thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp được. Thiên tài, không có thiên tài nhất, chỉ có thiên tài hơn. Tương tự, thực lực không có người mạnh nhất, chỉ có người còn mạnh hơn. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Minh nữ dẫn theo người mù đi rồi, chẳng biết tại sao, Thánh Địa lại không phái người tới Đại Lục Huyền Giả. Điều này cũng làm cho được Dương Diệp rơi vào một trạng thái thanh nhàn, mỗi ngày chỉ cùng An Nam Tĩnh điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện của Nam Vực, hắn giao tất cả cho Đinh Thược Dược tới xử lý, có Đinh Thược Dược ở đây, hắn rất yên tâm, mà điều hắn cần phải làm. Chẳng qua là không ngừng nâng cao chính mình. Cảnh giới của hắn đã là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, nếu như không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là muốn dựa vào tu luyện đạt được cảnh giới hoàng giả, vậy không thể nghi ngờ là khó như lên trời, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối không lựa chọn tu luyện cảnh giới, mà dồn tất cả thời gian vào tu luyện một đòn chí mạng cùng ngưng luyện kiếm ý của bản thân, còn có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn. Một đòn chí mạng tổng cộng chia ra làm tầng 3. Tầng thứ nhất có thể lập tức tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi, tầng thứ hai có thể tăng lên tới gấp 4, tầng thứ ba lại là có thể tăng lên tới gấp 5 lần. Bây giờ kiếm ý của hắn là 12 tầng, nếu như một đòn chí mạng tăng lên tới tầng 3, trong nháy mắt tăng kiếm ý lên tới gấp 5 lần, Dương Diệp tự tin với uy lực đó, hắn chỉ dựa vào kiếm ý ngưng tụ thành ý kiếm lại thoải mái chém chết cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường mà thôi. Muốn một đòn chí mạng tu luyện tới tầng thứ ba, kiếm tu khác có lẽ sẽ rất khó làm được, nhưng đối với Dương Diệp lại có phần đơn giản, không phải hắn có thiên phú tốt tới mức nào, mà bởi vì bản thân kiếm ý của hắn là thiên cấp tầng 12, thành tựu đối với kiếm ý càng sâu hơn, như vậy hắn tu luyện một đòn chí mạng này lại càng dễ dàng hơn. Đặc biệt hắn vẫn thường cùng An Nam Tĩnh thảo luận nghiên cứu, bởi vậy trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng,
hắn đã luyện một đòn chí mạng đến tầng thứ hai. Bản thân hắn cũng cảm thấy tốc độ này đã rất nhanh rồi, nhưng An Nam Tĩnh lại vẫn chê chậm. Dương Diệp đành phục tùng. Trong khoảng thời gian tu luyện cùng An Nam Tĩnh, hắn mới phát hiện thiên phú của An Nam Tĩnh rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào. Chẳng qua là thời gian một tháng ngắn ngủi, An Nam Tĩnh lại tăng 6 loại ý cảnh của mình lên tới tầng 12, quan trọng nhất là nàng có thể tách 6 loại ý cảnh ra thi triển riêng, cũng có thể dung hợp 6 loại ý kiếm này với nhau. Dương Diệp không thể không thừa nhận, thiên phú của An Nam Tĩnh vượt xa hắn. Ngoại trừ tu luyện một đòn chí mạng, ở trong một tháng này, mỗi ngày Dương Diệp còn chia thời gian để tu luyện Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đang được rất nhiều thế gia nghiên cứu. Cho đến hiện nay, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật là kiếm kỹ mạnh nhất của hắn, đối phó với thiên tài bình thường, một kiếm cũng đủ để phân ra thắng bại, nhưng đối phó với loại thiên tài giống như người mù cùng với Hạ Hầu Hiên, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lại thể hiện ra thiếu sót. Cho dù lúc này hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật không phải là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chân chính, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn rất cường đại. Đó là điều không thể nghi ngờ, bởi vì Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật có thể chồng chất lên nhau. Nhưng cái chồng chất này hắn tuyệt đối không làm được tốt nhất, bởi vậy, uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật mới giảm thấp xuống rất nhiều. Dựa theo lời An Nam Tĩnh nói, tốt nhất là nên chồng đạo thứ nhất và đạo thứ hai của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lại, mà không phải liên kết đầu đuôi. 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chồng chất với 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật liên kết với nhau lại có uy lực chênh lệch đặc biệt lớn. Khi chồng chất Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, lại tương đương với vô số sợi dây vặn thành một sợi, lực lượng hình thành rất lớn. Cho dù uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật khi liên kết nối nhau cũng rất lớn, nhưng uy lực lại không bằng lực lượng chồng chất, bởi vì nếu như tốc độ của đối thủ quá nhanh, có thể lần lượt đánh tan 10 đường kiếm khí. Dương Diệp cũng hiểu rõ điểm này. Bởi vậy hắn vẫn muốn làm cho Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thật sự chồng chất với nhau, nhưng sau khi thử một cái, hắn phát hiện điều này còn khó hơn sự tưởng tượng rất nhiều. Muốn Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật phóng ra kiếm khí trùng điệp, vậy sẽ cần tốc độ nhanh đến mức mấy đường kiếm khí gần như cùng lúc ra khỏi vỏ kiếm cổ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho kiếm khí thật sự trùng điệp. Không thể không nói, điều này rất khó, đặc biệt khó khăn, bởi vì dù sao rút kiếm có trước có sau. Muốn cho chúng trùng điệp với nhau, điều này có nghĩa là khi hắn rút ra kiếm thứ nhất, đồng thời phải gần như không chênh lệch, rút ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Độ khó lớn tới mức vượt ra khỏi tưởng tượng của Dương Diệp, tuy nhiên hắn cũng không vì vậy mà vứt bỏ. Một tháng qua, hắn được An Nam Tĩnh giúp, cũng chịu khó tu luyện, mới miễn cưỡng có thể trùng điệp được hai đường kiếm khí. Điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là sau khi trùng điệp hai đường Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này, uy lực không ngờ lại tương đương với 4 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật bình thường. Nói cách khác, sau khi trùng điệp uy lực của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đã tăng lên chỉ ít gấp đôi. Nếu như hắn có thể trong nháy mắt trùng điệp được 10 đường Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Với mức tiêu hao huyền khí cùng lực lượng như nhau, uy lực lại tăng lên gấp bội. Dương Diệp không có lý do gì mà không điên cuồng tu luyện cả. Mà một lần tu luyện này lại chính là mấy tháng. Có cố gắng thì tất nhiên cũng có thu hoạch, hắn đã tu luyện một đòn chí mạng tới tầng thứ ba. Về Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, hắn cũng có thể một lần trùng điệp được 4 đường kiếm khí. Ngoài việc đó ra, hắn cũng tu luyện và ngưng luyện kiếm ý. Nói chung, mấy tháng này, hắn cùng với An Nam Tĩnh đã có nâng cao lớn về các mặt. Trong mấy tháng này, Đinh Thược Dược không để cho bất kỳ người nào quấy rầy Dương Diệp, bất cứ chuyện gì cũng do nàng tự mình xử lý. Nhưng rất nhanh. Có một việc nàng không có cách nào xử lý được. Yêu tộc nội loạn, 4 đại thần thú tộc đột nhiên phát động đánh lén với bộ tộc Chồn Không Gian. Đinh Thược Dược nói với Dương Diệp. Bọn họ có gan làm vậy sao? Nghe được Đinh Thược Dược nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lạnh xuống, an ủi vật nhỏ trong lòng mình. Lúc trước, nghe được Đinh Thược Dược nói vậy, vật nhỏ đã chuẩn bị chạy, nhưng bị Dương Diệp kéo lại. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ lắm, ta chỉ biết, lần trước sau khi 4 đại thần thú tộc cùng thánh địa thất bại bỏ chạy, yêu hoàng tiền bối lại bắt đầu ra tay với 4 đại thần thú tộc, tuy nhiên thế lực của 4 đại thần thú tộc ở yêu vực rất lớn, trong thời gian ngắn yêu hoàng cũng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ được 4 đại thần thú tộc. Bởi vậy, bộ tộc Chồn Không Gian cùng 4 đại thần thú tộc lại giằng co. Chẳng qua không nghĩ tới, ngay sáng sớm hôm nay, 4 đại thần thú tộc đột nhiên tập kích bộ tộc Chồn Không Gian. Có thể có người thánh địa gây rối không? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược trầm ngâm một lúc mới nói.
Cá nhân ta suy đoán điều này hẳn không mấy liên quan đến thánh địa. Trước đây, sau khi minh nữ đứng đầu thánh bảng đưa người mù kia đi, cho đến tận bây giờ, thánh địa cũng không có phải người ra ngoài. Vậy chỉ có hai loại khả năng, một là thánh địa thay đổi sách lược đối với chúng ta, chính là chuẩn bị lôi kéo, mà không phải giết chết, hai là thánh địa gặp phải chuyện phiền toái gì đó, ví dụ như huyền giả nghịch trùng, bởi vậy bọn họ không có cách nào rảnh tay đi đối phó với chúng ta, nếu không có cách nào rảnh tay đối phó với chúng ta, vậy bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của yêu tộc, bởi vì làm vậy cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nếu không có thánh địa nhúng tay, bốn đại thần thú tộc làm sao dám làm vậy? Dương Diệp cau mày nói. Có lẽ là bởi vì ngươi. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ta sao? Dương Diệp không hiểu. Đinh Thược Dược nói. Ngươi giết chết Hạ Hầu Hiên, An Nam Tĩnh làm người mù kia bị thương nặng, tiềm lực cùng thực lực của hai người các ngươi đã khiến bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp, ngươi lại đứng ở bên phía yêu hoàng. Lúc trước có thánh địa kìm chế các ngươi. Các người không có cách nào đi tới yêu vực giúp đỡ yêu hoàng, nhưng bây giờ đã mấy tháng qua, thánh địa không có động tĩnh, bởi vậy, bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như không giải quyết bộ tộc chồn không gian, chờ ngươi đi tới yêu vực liên thủ cùng yêu hoàng, vậy bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Xem ra bọn họ là cùng đường rồi. Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược nói. Trước đó, bọn họ hợp tác cùng thánh địa, nên quan hệ với yêu hoàng đã thành không chết không dừng. Thế giới nhân loại hiện tại, cho dù đế quốc đỉnh Hán còn chưa bị tiêu diệt, nhưng thực lực của Nam vực chúng ta đã vượt qua đế quốc đỉnh Hán, muốn tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể thật sự nắm giữ yêu tộc, sau này mới đối đầu được với chúng ta, cũng chỉ có thật sự nắm giữ yêu tộc, bọn họ mới có thể làm cho thánh địa tiếp tục coi trọng bọn họ, không đến mức vứt bỏ bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thực lực của Nam vực bây giờ thế nào? Ninh Thược Dược hơi trầm ngâm, nói. Cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở lên đã gần một vạn, dưới cảnh giới tôn giả ngũ phẩm cũng có mấy ngàn. Huyền giả cảnh giới linh giả có chừng 30 vạn, huyền giả cảnh giới vương giả không dưới trăm vạn. Trăm vạn sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nhiều như vậy à? Ninh Thược Dược cười nói. Hiện tại cuộc đại chiến ở đại lục đã bắt đầu. Ai cũng biết tới lúc nên chiến đấu đội ngũ, nếu không, lấy lực lượng của cá nhân căn bản khó có thể sinh tồn ở trên thế gian này. Bởi vậy, gần như tất cả huyền giả Nam vực đều tới chỗ chúng ta tìm nơi nương tựa, không chỉ có huyền giả Nam vực, cho dù là huyền giả ở vực khác cũng dần dần chạy tới Nam vực chúng ta. Đúng rồi, có thể ngươi còn chưa biết, ở trong thời gian các ngươi bế quan, Đông vực, Tây vực vốn do đế quốc đỉnh Hán nắm giữ lại đều phát sinh bạo loạn quy mô lớn. Rất nhiều tông môn cùng thế gia chống lại đế quốc đỉnh Hán. Đương nhiên, lấy lực lượng của bọn họ không có cách nào đối đầu đế quốc đỉnh Hán, bởi vậy. Chúng ta nhúng tay à? Dương Diệp cắt ngang lời Đinh Thược Dược nói, hỏi. Đinh Thược Dược cười nói. Đương nhiên, ta làm sao có thể buông tha cơ hội này được? Hiện tại, Đông vực cùng với Tây vực đã thoát khỏi sự khống chế của đế quốc đỉnh Hán. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Gió đông à? Dương Diệp cười nói. Là đang đợi ta sao? Ninh Thược Dược nói. Xem như vậy đi, chúng ta phải lấy trung vực với cái giá nhỏ vậy, vậy cần phải có ngươi, chỉ cần ngươi đi tới trung vực, ta tin tưởng sẽ có vô số người đầu hàng, cái tên kiếm ma có thể dọa cho trẻ con khóc được cơ mà. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn Ninh Thược Dược, khẽ nói. Một mình nàng quản việc này, khổ cực cho nàng rồi. Ninh Thược Dược chậm rãi nắm chặt tay Ngọc, sau đó lại thả lỏng ra, trong giây lát, nàng chỉ cảm thấy mũi cay cay. Nàng quản lý rất nhiều chuyện của Nam Vực, tới nay đã không biết bao nhiêu ngày đêm không ngủ. Nàng không phải không muốn chia bớt quyền lợi ra, mà Nam Vực lúc này còn chưa tới lúc phân chia quyền hắn, hơn nữa có rất nhiều chuyện, nàng quả thật không tin người khác. Bất kể là đế quốc đỉnh Hán, thậm chí là đế quốc huyền thú, hoặc Ninh gia của nàng, thật ra đều có tâm tư riêng của mình. Một khi làm không tốt, những kẻ có tâm tư riêng kia sẽ một ngọn lửa bốc cháy. Nàng không muốn ở thời điểm quan trọng này lại xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thật ra nàng cũng hiểu rõ, sở dĩ mọi người để nàng trở thành người quản lý tất cả thế lực của Nam vực, ngoại trừ năng lực của nàng ra, cũng bởi vì quan hệ của nàng và Dương Diệp. Lợi ích của tất cả mọi người đều buộc ở trên người của Dương Diệp lại không thích quản chuyện của Nam vực này. Bởi vậy, chỉ có thể để cho người có quan hệ với Dương Diệp tới để ý.
Bởi vì nếu như không buộc chặt Dương Diệp với bọn họ, nếu chẳng may Dương Diệp dẫn theo người của hắn chạy trốn, bọn họ phải làm thế nào? Nói chung, Dương Diệp cần phải những thế lực này, đồng thời những thế lực này thật ra cũng cần Dương Diệp. Ninh Thược Dược quản lý những thế lực này, thật ra theo mọi người, nàng xem như là người phát ngôn của Dương Diệp, bởi vậy nàng mới có thể quản lý những thế lực khác của Nam Vực, cũng bởi vì điểm ấy, những thế lực này mới tin phục nàng, không có thế lực nào đứng lên tranh đoạt quyền lãnh đạo, đương nhiên, trong này cũng không thiếu được năng lực cá nhân của Ninh Thược Dược. Quản lý những thế lực này không phải là một chuyện đơn giản, giữa những thế lực này có đủ loại mâu thuẫn, có thậm chí còn có mối thù sống chết. Nhưng tất cả đều đặt ở trên đầu Ninh Thược Dược, trong này khổ sở thế nào cũng chỉ có nàng hiểu rõ. Tuy nhiên hôm nay nghe được Dương Diệp nói vậy, nàng đột nhiên cảm thấy, những khổ sở đó cũng không uổng phí. Bây giờ, nàng có khỏe không? Nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng Dương Diệp có chút thương tiếc, ai có thể nghĩ tới, nàng giống như Hiểu Vũ Tịch vậy, từ khi sinh ra đã phải chịu sự hành hạ này. Ninh Thược Dược ép tâm tình phức tạp trong lòng mình xuống. Khẽ gật đầu, nói. Sức sống trong cơ thể tạm thời đã được khống chế, muốn sống thêm mấy năm hẳn không có vấn đề gì. Dương Diệp nói. Yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này. Ninh Thược Dược nhoẻn miệng cười, nói. Ngươi thật sự không muốn ta chết như vậy sao? Dương Diệp nói. Lẽ nào ta nên muốn nàng chết sao? Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi đi yêu vực. Có cần dẫn theo người không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Một người là đủ rồi, ta sẽ để cho An Nam Tĩnh ở lại Nam Vực, có nàng ấy ở đây, cho dù Nam Vực không có ta, ta cũng yên tâm. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, nói. Lần này đi yêu vực, nếu như giải quyết được bốn đại thần thú tộc, vậy nhân cơ hội này phá bỏ kết giới giới vực giữa yêu vực cùng nhân tộc. Chỉ có nhân loại chúng ta cùng những thú lớn yêu tộc thật sự liên kết. Sau này chúng ta mới có thể đối đầu với thánh địa, hoặc huyền giả nghịch trùng. Ta sẽ nghe theo nàng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cổ tay thoáng động, 1000 cái đá năng lượng siêu phẩm xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược, nói. Những đá năng lượng siêu phẩm tùy nàng xử lý. Ta sẽ để con rối kiếm tổ cùng đao tổ thánh địa ở lại bên cạnh nàng, bọn họ sẽ nghe theo sự sai khiến của nàng. Nói chung, bản thân nàng cũng phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ, đế quốc đỉnh Hán nhất định sẽ đối phó với nàng. Đừng có nói nhiều thế, nhanh đi yêu vực đi. Ninh Thược Dược thu hồi đá năng lượng siêu phẩm nói. Dương Diệp xoa mũi, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, biến mất khỏi phòng. Sau khi Dương Diệp biến mất, chẳng bao lâu lại có hai nữ nhân đi vào trong phòng, đó là An Bích Như cùng nữ tử Hắc Dạ. An tỷ tỷ điều tra thế nào rồi? Ninh Thược Dược hỏi. An Bích Như nhìn về phía nữ tử Hắc Dạ. Nữ tử Hắc Dạ nói. Không tra được, hắn giống như biến mất vậy, tất cả thế lực bên trong thành chủ của cổ vực thành phủ đều giao cho lục kiếm giao không có bất kỳ vấn đề gì. Hai mắt Đinh Thược Dược khép hờ, một lát sau mới nói. Người này quả thật vô cùng quỷ dị, vẫn mong An tỷ tỷ tiếp tục điều động người của An ra điều tra, ta không muốn nội bộ chúng ta có bất kỳ nhân tố không ổn định nào. Ngươi không nói chuyện này cho Dương Diệp biết sao? An Bích Như hỏi. Ninh Thược Dược lắc đầu, nói. Hắn đã có áp lực rất lớn rồi, việc này không cần phải làm hắn quan tâm. Hơn nữa chuyện này cũng còn chưa nghiêm trọng đến mức chúng ta không thể nào khống chế được. Có Mạc Lão ở đây, cho dù hắn có âm mưu gì, cũng khó có thể gây ra sóng gió lớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể sơ suất được, cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm, chuyện này lại đành phải làm phiền An tỷ tỷ. An Bích Như khẽ gật đầu, nói. Đây là chuyện nên làm thôi. Hiện tại chúng ta cũng coi như ở trên một con thuyền. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Chuyện giữa tỷ cùng Dương Diệp, An tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ khuyên hắn thêm. Hắn không phải một người vô tình vô nghĩa, những chuyện tỷ làm vì Nam Vực và hắn, trong lòng hắn đều biết. An Bích Như hơi ngẩn người ra, thật lâu mới nói. Cảm ơn. Yêu Vực. Lúc này Yêu Vực có hơi hỗn loạn. Bốn đại thần thú tộc có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc, bởi vậy, khi bốn đại thần thú bắt đầu tạo phản yêu hoàng, những thế lực phụ thuộc của bọn họ tất nhiên cũng tạo phản theo. Đương nhiên, yêu hoàng làm yêu hoàng của yêu vực cũng có chủng tộc phụ thuộc, bởi vậy, vốn là ân oán giữa bộ tộc Trồn Không Gian và bốn đại thần thú tộc lại biến thành nội loạn trong toàn bộ yêu vực.
Con chồn thía trên vai Dương Diệp chỉ vào phía xa, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Lôi Lâm ở bên cạnh Dương Diệp lại không ngừng gắm linh quả lớn ôm trong lòng. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn ra tay, lúc này, phía xa đột nhiên đất rung núi chuyển, tiếp theo, một đám sói lớn màu đen cao mười mấy trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Lôi Lâm ngừng lại, bên miệng còn dính vụn quả, nàng chớp chớp mắt, sau đó tay trái kéo góc áo của Dương Diệp lại. Dương Diệp đảo mắt, người ngoài xem ra có thể cho là Lôi Lâm sợ, nhưng căn bản không phải như vậy, đây là nàng muốn phóng điện người khác nên mới kéo góc áo của hắn, bởi vì hỏi hắn có thể làm hay không. Dương Diệp đã cảnh cáo nàng, không thể phóng điện linh tinh. Dương Diệp không hề ra tay, bởi vì hắn không xác định được nhóm người này là thuộc hạ của yêu hoàng, hay là bộ tộc phụ thuộc vào bốn đại thần thú. Chẳng bao lâu, gần trăm con sói lớn đã bao vây đám người Dương Diệp. Một con sói lớn lông đen có ánh bạc dẫn đầu quan sát Dương Diệp, rất nhanh, ánh mắt của hắn lại tập trung vào con chồn tía trên vai Dương Diệp. Oa, chồn không gian, ha ha, không ngờ là chồn không gian, giết con chồn không gian này đủ để đổi 10 viên thú cực thảo. Con sói dẫn đầu mở miệng nói ra tiếng người, trong giọng nói còn rất hưng phấn. Dương Diệp đã hiểu rõ, hắn vỗ nhẹ vào đầu của Lôi Lâm, nói. Điện. Lôi Lâm nhếch miệng cười, bàn tay nhỏ vung lên, từ trong cánh tay nàng bắn ra rất nhiều tia sét, một vài con sói đen không kịp nó tránh lập tức bị điện đốt thành than, những lôi điện này còn có khả năng truyền, điện này vừa lao ra, lập tức sẽ chạy dọc theo mặt đất đến người thứ hai, trong giây lát, toàn bộ bầy sói đen đều bị lưới lôi điện bao trùm. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Rất nhanh. Chỉ còn lại có con sói vương dẫn đầu, bởi vì thực lực của bản thân hắn là cảnh giới tôn giả đỉnh phong, hơn nữa ra lại cứng rắn, bởi vậy cho dù bị điện giật hai cái, nhưng lại không có chết. Ngươi! Lang vương kinh hãi nhìn Lôi Lâm, hắn muốn chạy, nhưng lúc này toàn thân hắn tê dại, đừng nói chạy, cho dù là đứng cũng đứng không vững. Một đường kiếm quang chợt lóe lên, tiếp theo, đầu sói trực tiếp bay ra ngoài. Cầm ý kiếm vào kiếm cổ. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, dẫn theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu hóa thành một đường kiếm quang biên mật ở phía chân trời. Đối với Dương Diệp, có thể ra tay giải quyết thì tuyệt đối sẽ không dùng tới miệng. Bộ tộc chồn không gian sinh sống ở trong hư không, vị trí thế giới bọn họ ở được xem là tổ chồn không gian năm đó lợi dụng thần thông lớn mở ra ở trong không gian. Đối y với người khác, khe nứt không gian là vô cùng nguy hiểm, không thể tới gần, nhưng đối với bộ tộc chồn không gian, bình thường khe nứt không gian căn bản không thể dự tính là gì cả, bởi vì từ nhỏ bọn chúng lại sinh hoạt ở trong khe nứt không gian, chỉ có điều vết nứt này có hơi lớn. Được Tử Điêu dẫn đường, chẳng bao lâu Dư Cương Diệp đã đi tới nơi bộ tộc chồn không gian sinh sống. Tuy nhiên tình huống lúc này có chút không ổn, chỗ ở của chồn không gian đã bị bao vây. Trong này có Long tộc, Huyền Vũ tộc, Thanh Long tộc, còn có Bạch Hổ tộc, ngoại trừ thành viên của bốn đại thần thú tộc này ra. Còn có rất nhiều tộc phụ thuộc của bọn họ. Dương Diệp ẩn nấp ở trong bóng tối lướt xuống, phát hiện những yêu thú tự nhiên đều là tôn cấp trở lên, số lượng còn không dưới một vạn, không chỉ có như vậy, trong đó không ngờ cũng có hơn 10 hoàng cấp. Dương Diệp vội vàng thi triển ra 10 kiếm ý tầng 2 cùng huyền khí màu tím bao quanh mình cùng vật nhỏ còn có Lôi Lâm, không cho khí tức của bản thân lộ ra ngoài. Vào giờ phút này, Dương Diệp phát hiện thực lực của bản thân yêu tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Nếu như không có kết giới giới vực tồn tại, sợ rằng nhân tộc đã sớm đã bị diệt vong, trừ khi toàn bộ nhân tộc có thể đồng tâm hiệp lực. Đúng lúc này, không gian xung quanh chấn động một hồi, tiếp theo, từng con chồn không gian với hình dáng lớn hơn vật nhỏ vô số lần đã xuất hiện ở xung quanh, mỗi một con đều là tôn cấp. Nhìn qua phải có tới mấy ngàn con. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã nhìn thấy Yêu Hoàng, ở bên cạnh Yêu Hoàng là một người nữ tử trung tuổi xinh đẹp. Dương Diệp đã từng thấy nàng, nữ tử xinh đẹp này là mẹ của Tử Điêu, cũng là yêu hậu của yêu vực. Ở phía sau yêu hoàng cùng yêu hậu có 20 người, nữ có nam có, toàn bộ là hoàng cấp. Tử Điêu đang muốn bay ra ngoài, Dương Diệp lại vội vàng kéo nàng lại, nhìn nàng lắc đầu, bởi vì trực giác nói cho hắn biết chuyện này có điều gì đó không ổn. Trong yêu vực, bộ tộc chồn không gian là mạnh nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Bốn đại thần thú tộc liên hợp lại. Thực lực quả thật vượt qua bộ tộc chồn không gian, nhưng bộ tộc chồn không gian cũng có đồng minh. Nhưng vấn đề là lúc này xung quanh bộ tộc chồn không gian tuyệt đối không có yêu tộc khác. Càng nghĩ, Dương Diệp càng cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ. Cho dù Tử Điêu sốt ruột,
muốn đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn không phản kháng Dương Diệp, mặc Dương Diệp ôm nàng, không quan tâm thế nào, trong lòng nàng vẫn tin tưởng Dương Diệp, bởi vì nàng biết Dương Diệp tuyệt đối sẽ không hại mình, cũng sẽ không thấy nàng chết mà không cứu được. Tín nhiệm, nàng tín nhiệm Dương Diệp cũng vậy, hắn tín nhiệm Tử Điêu, bởi vậy, tất cả bí mật của hắn đều không giấu giếm Tử Điêu. Dương Diệp khẽ xoa đầu của con chồn tím, an ủi. Đừng lo lắng, yêu hoàng cùng mẫu hậu nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng còn không biết thực lực của bọn họ sao, trừ phi là bán thánh ra tay, nếu không sẽ không có người nào có thể dễ dàng giết được bọn họ. Về phần bán thánh, nếu có bán thánh, vậy bốn đại thần thú tộc cũng không cần làm ra trận thế như vậy. Tử Điêu cả cả cái đầu nhỏ vào gương mặt của Dương Diệp, chẳng qua trong mắt nàng vẫn có vẻ lo lắng. Yêu hoàng, người lén lút thông đồng với nhân loại, liên kết với nhân loại tàn sát yêu thú của yêu tộc ta, hành vi như vậy chẳng khác nào phản bội toàn bộ yêu tộc ta, người còn có tư cách gì tiếp tục làm yêu hoàng của yêu tộc chúng ta chứ? Một giọng nói giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng, tiếp theo, Long Hoàng xuất hiện ở đối diện đám người yêu hoàng, mà ở bên cạnh Long Hoàng, là tộc trưởng của thần Phượng cùng Bạch Hổ cùng với Huyền Vũ. Sau lưng bọn họ còn có hơn 30 vị cường giả hoàng cấp. Trong đó nữ có nam có. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Long hoàng, tại sao các ngươi cấu kết với thánh địa, cấu kết với đế quốc đỉnh Hán lại không nói? Về phần tàn sát yêu tộc, ha ha, Long hoàng, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết bộ tộc chồn không gian của ta, lại không cho bộ tộc chồn không gian giết các ngươi sao? Thần Phượng ở bên cạnh Long hoàng nói. Yêu hoàng, thánh địa cường đại thế nào, ngươi không phải không biết. Quả thật. Hiện tại mấy vị thiên tài cùng một vài cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa đều tổn thương trong tay Nam Vực, nhưng điều đó có là gì với thánh địa chứ? Nếu như không phải bọn họ muốn đối phó với huyền giả nghịch chủng, Nam Vực sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Người làm yêu tộc ta liên minh cùng Nam Vực, sau này thánh địa tức giận, yêu tộc ta làm thế nào ứng phó được? Chẳng lẽ phải cầm mạng của tất cả yêu thú yêu tộc đi chuộc tội sao? Nam Vực chống lại thánh địa, hoàn toàn không có phần thắng. Tộc trưởng của Bạch Hổ tộc nói, ta không muốn đến lúc đó, trên thế gian này lại không Bạch Hổ tộc nữa. Yêu hoàng lạnh lùng nói, không có phần thắng sao, thôi đi, ta không muốn nói những lời vô nghĩa với các ngươi nữa, nhìn bộ dạng các ngươi như vậy, hôm nay các ngươi hình như muốn quyết một trận tử chiến cùng bộ tộc chồn không gian ta rồi. Yêu hoàng, ngươi là tự muốn diệt vong thôi. Long hoàng lạnh lùng nói. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Long hoàng. Người cần phải hiểu rõ, Dương Diệp thu được truyền thừa của Long Tổ, hắn từng buông tha cho Long tộc ngươi, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ bỏ qua, hành động của ngươi hôm nay nhất định sẽ chọc giận hắn, lấy tính tình của hắn, ngày sau rất có khả năng sẽ giết toàn bộ Long tộc của ngươi. Long Hoàng biến sắc, mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng uy áp huyết mạch này vẫn có kìm chế chí mạng đối với Long tộc. Sau này, nếu như Dương Diệp đối phó với Long tộc, ngoại trừ Hoàng cấp ra, những con rồng khác của Long tộc ở trước mặt Dương Diệp lại thật sự giống như một con dê nhỏ. Mà lấy thực lực của Dương Diệp, cho dù là Hoàng Kim Thần Long Hoàng cấp, chỉ sợ hắn cũng có thể dễ dàng tàn sát. Long Hoàng không cần lo lắng như vậy. Lúc này, Thần Phượng ở bên cạnh Long Hoàng nói. Chỉ cần giải quyết yêu Hoàng, chúng ta nắm giữ toàn bộ yêu tộc, khi đó, cho dù Dương Diệp hắn có máu của Tổ Long thì sao chứ? Hắn dám đến yêu vực sao? Cho dù hắn dám đến. Lẽ nào hắn còn có thể lấy sức một mình đối đầu với toàn bộ yêu vực chúng ta sao? Nghe vậy, vẻ mặt Long Hoàng dễ nhìn hơn, sau đó nhìn về phía yêu Hoàng, nói. Yêu Hoàng, nếu ngươi muốn tự tìm lấy diệt vong, vậy chúng ta lại giúp ngươi được toại nguyện. Yêu Hoàng nói. Long Hoàng, các ngươi nghĩ rằng các ngươi tách rời đồng minh của bộ tộc chồn không gian ta thì lại có thể tiêu diệt bộ tộc chồn không gian ta sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Khóe miệng Long Hoàng cong lên lộ vẻ châm chọc, nói. Phải vậy không, không trưởng lão, sao người còn chưa ra tay? Đồng tử của yêu Hoàng co lại. Đúng lúc này, một lão nhân phía sau yêu Hoàng đứng dậy. Sau khi hắn đứng ra, 10 cường giả Hoàng cấp phía sau yêu Hoàng lại có tới 7 tên đi ra. Trưởng lão tên là không trưởng lão kia khẽ thở dài, nói. Tộc trưởng, theo Nam Vực đối địch với Thánh Địa là việc làm không khôn ngoan. Phía xa, Tử Điêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo, trong mắt nàng dâng lên ánh nước, móng nhỏ nắm chặt tóc của Dương Diệp.
Lôi Lâm không ăn linh quả nữa, thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Tử Điêu, móng nhỏ xoa xoa Tử Điêu, dường như đang an ủi. Nhìn thấy bộ dạng Tử Điêu như vậy, trong lòng Dương Diệp tê dần, khẽ xoa đầu của con chồn tím, nói. Nàng quen biết với lão đầu kia sao? Tử Điêu gật đầu một cái, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Dương Diệp đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của Tử Điêu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân kia, trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Yêu Hoàng nhìn lão nhân một lát, sau đó mới nói. Không trưởng lão, vì sao? Ngươi nhìn ta lớn lên, cũng là người tử nhi tôn kính nhất, vì sao người lại phản bội bộ tộc chồn không gian ta? Long Hoàng bọn họ rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì vậy? Ta rất tò mò, thật sự rất tò mò. Yêu Hoàng mặc dù là Yêu Hoàng nhưng cũng là tộc trưởng của bộ tộc chồn không gian. Nhưng trong gia tộc cũng không phải một mình hắn quyết định. Ở trong bộ tộc chồn không gian có rất nhiều cường giả thế hệ trước, thực lực của những cường giả thế hệ trước có thể không bằng Yêu Hoàng, nhưng uy vọng ở trong tộc lại không kém gì Yêu Hoàng. Giống như Khôn trưởng lão trước mắt này, hắn là tộc trưởng của bộ tộc chồn không gian đời trước, ở trong tộc có uy vọng cực cao. Khôn trưởng lão lắc đầu, nói. Yêu Hoàng, xê người cùng thế lực nhân loại liên thủ, không chỉ có rất nhiều người trong tộc chúng ta bất mãn, cho dù là rất nhiều tộc phụ thuộc cũng bất mãn. Vì sao à, ngươi biết rất rõ ràng, Nam vực có bán thánh, Dương Diệp này đúng là rất có tiềm lực, nhưng bản thân Yêu Hoàng ngươi tự hỏi lại mình đi, Nam vực thật sự có thể đối đầu được với thánh địa sao? Nếu như thánh địa dốc hết toàn bộ lực lượng, khi đó chúng ta làm đồng minh của Nam vực có chịu được lửa giận của thánh địa không? Bởi vì điều này nên ngươi mới phản bội ta sao? Yêu Hoàng nói. Không trưởng lão nói. Yêu Hoàng. Người cùng Tử Nhi là thiên tài khó có được của bộ tộc chồn không gian chúng ta không muốn các ngươi gặp chuyện không may, càng không muốn ngươi dẫn theo bộ tộc chồn không gian chúng ta đi về phía diệt vong. Chỉ cần ngươi hứa hẹn, bây giờ cắt đứt quan hệ cùng Nam vực, quay về chung sống tốt với bốn đại thần thú tộc, đám người chúng ta vẫn xem ngươi là tộc trưởng. Nếu ta không làm vậy thì sao? Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời nhốt ngươi lại. Không trưởng lão khẽ thở dài. Yêu Hoàng nhìn lướt qua đám người không trưởng lão, nói. Dựa vào mấy người các ngươi, hình như có chút không đủ, nếu như chúng ta ra tay, chỉ có thể lợi cho người ngoài mà thôi, không trưởng lão không thể không hiểu rõ điều này chứ. Yên tâm, chỉ cần tộc trưởng bộ tộc chồn không gian không phải là người, chúng ta sẽ không đối địch với bộ tộc chồn không gian. Long Hoàng bỗng nhiên nói. Nếu như vậy... Hai tay của Yêu Hoàng chậm rãi nắm chặt, chỗ không gian ở hai tay vặn vẹo một hồi, nhưng ngay vào lúc này, một lồng giam không gian vô hình đột nhiên khóa chặt ở xung quanh Yêu Hoàng. Cùng lúc đó, đám người không trưởng lão đột nhiên cùng lúc ra tay, rất nhiều tầng vách ngăn không gian xuất hiện ở xung quanh Yêu Hoàng. Lần này, Yêu Hoàng sửng sốt, Dương Diệp cùng Tử Điêu cũng sửng sốt, bởi vì người ban đầu ra tay với Yêu Hoàng không phải ai khác, lại chính là mẫu hậu của Tử Điêu, cũng chính là Yêu Hậu. Vì sao? Yêu Hoàng nhìn Yêu Hậu, giọng nói hơi run rẩy. Yêu Hoàng không dám nhìn vào ánh mắt Yêu Hoàng, nói. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra sao? Từ khi ngươi khăng khăng làm theo ý mình liên minh cùng Nam vực, yêu tộc chúng ta càng lúc càng có nhiều tộc quần bắt đầu chống đối chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, bộ tộc chồn không gian chúng ta sẽ trở thành bị mọi người chỉ trích. Ta đã từng khuyên ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ nghe. Cho nên... Người lại cấu kết với người ngoài đi hại ta à? Mấy trăm năm, chúng ta quen biết mấy trăm năm. Trương mắt Yêu Hoàng lộ ra sự tự diễu. Ta không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới ta lại bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Ha ha, thật đúng là châm chọc quá lớn rồi. Cơ thể Yêu Hậu khẽ run, nói. Ta không có ý muốn hại người, chẳng qua hy vọng người có thể cắt đứt quan hệ không qua tại cùng Nam vực, yêu tộc chúng ta liên minh cùng Nam vực. Thật sự không có tương lai gì cả. Ngươi để cho Tử Nhi đi cùng Dương Diệp càng là một sai lầm lớn, Dương Diệp đắc tội thánh địa, hắn sẽ hại chết Tử Nhi. Ngu xuẩn, Yêu Hậu bỗng nhiên quát. Tử Nhi muốn vượt ra khỏi lồng giam của thế gian này thì chỉ có theo Dương Diệp, chỉ có đi theo Dương Diệp. Ngươi có hiểu không? Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả, cho dù thiên phú rất mạnh, tiềm lực cực lớn, lại có năng lực gì, tư cách gì để đối đầu với toàn bộ thánh địa chứ? Chỉ dựa vào một vị bán thánh sao? Yêu Hậu hỏi ngược lại, trong giọng nói có phần tức giận cùng bất mãn. Yêu Hoàng hít sâu một hơi, không
không nhìn yêu hậu nữa, nói. Lẽ nào toàn bộ bộ tộc chồn không gian đều phản bội ta sao? Nghe được yêu hoàng nói vậy, mấy cường giả cảnh giới hoàng giả phía sau yêu hoàng lấy lại tinh thần, lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này yêu hậu lại quát. Ai dám ra tay, ta sẽ đuổi ra khỏi chồn tộc, trọn đời bị đày ra ngoài không gian chảy loạn. Mấy người kia dừng lại, nhìn yêu hoàng bị nhốt, sau đó lại nhìn yêu hậu, trong mắt do dự không quyết. Đúng lúc này, trong cơ thể yêu hoàng đột nhiên bạo phát ra một khí thế mạnh mẽ, không ngừng đánh thẳng vào những hàng rào không gian xung quanh hắn, chỉ chớp mắt, lại có vô số hàng rào không gian bị phá tan. Không trưởng lão cùng yêu hậu quá khiếp sợ, lại vội vàng thi triển lực không gian. Nhưng vào lúc này, vèo, một đường kiếm khí màu tím lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, sau đó hung hăng đánh vào trên những hàng rào không gian xung quanh yêu hoàng. Những hàng rào không gian phía ngoài cùng lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà lúc này, yêu hoàng nắm chặt cơ hội, tay phải chợt vỗ một cái về phía trước, ầm một tiếng, tường bao không gian xung quanh hắn lập tức hóa thành hư vô. Yêu hậu cùng không trưởng lão quá khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới lại có người đột nhiên ra tay, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, bọn họ hoàn toàn không đề phòng bị nên trở tay không kịp. Mấy người sau lưng yêu hoàng nhìn thấy yêu hoàng thoát khỏi vòng vây thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả vội vàng đứng ở bên cạnh yêu hoàng, đề phòng nhìn đám người yêu hậu. Tất cả mọi người không nhìn yêu hoàng, mà nhìn về một phía. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi thấy Dương Diệp, sắc mặt đám người Long Hoàng đại biến. Bọn họ chẳng xa lạ gì Dương Diệp, nhưng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp này lại tự nhiên đi tới yêu vực, không phải có lời đồn hắn đang bế quan sao. Ngươi cũng dám tới yêu vực à? Yêu hậu nhìn Dương Diệp. Trầm giọng nói. Dương Diệp kéo tay Lôi Lâm đi về phía yêu hoàng nói. Vì sao ta lại không dám tới chứ? Dương Diệp, đây cũng không phải là Nam Vực. Không trưởng lão bên cạnh yêu hậu trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thì tính sao? Không trưởng lão sửng sốt. Quả thật, mình có thể làm thế nào? Không trưởng lão đột nhiên nhớ tới, mặc dù người trước mắt này chỉ là cảnh giới tôn giả. Nhưng sau lưng của hắn lại có một vị bán thánh. Hơn nữa vị bán thánh kia còn nói, nếu cảnh giới hoàng giả dám ra tay với hắn, bán thánh kia lại tàn sát kẻ đó. Cho dù không trưởng lão rất tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể đối đầu với bán thánh. Dương Diệp không để ý tới không trưởng lão, hắn ôm Tử Điêu đi tới trước mặt yêu hoàng, Tử Điêu cà cà vào mặt của Dương Diệp, sau đó bay đến trước mặt yêu hoàng. Yêu hoàng khẽ xoa đầu của con chồn tím. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tử Điêu, nói. Không có chuyện gì đâu. Tử Nhi. Yêu hậu đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng Tử Điêu lại không nhìn nàng, trực tiếp quay đầu đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt yêu hậu lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Yêu hoàng không hề nhìn yêu hậu, hắn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Không ngờ ngươi lại tới, ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được. Một đòn của ngươi lúc trước kia rất mạnh. Xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Dương Diệp cười nói. Thật may là không có tới muộn, nếu không vật nhỏ có thể khóc nhè mất. Tử Điêu nổi giận trừng mắt với Dương Diệp, nàng lao vọt đến trên vai Dương Diệp, móng nhỏ cào loạn lên tóc của Dương Diệp. Yêu hoàng lắc đầu, Tử Điêu thân thiết với Dương Diệp đến mức làm cho hắn cũng phải có chút khen tị. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn vui mừng, thật ra hắn cũng không biết vì sao Mạc lão coi trọng Dương Diệp như vậy. Vì Dương Diệp, không tiếc đối địch cùng Thánh Địa và bán Thánh Đại Lục Huyền Giả, nhưng hắn có thể xác định một điểm, đó chính là trên người của Dương Diệp có bí mật lớn. Tiểu cô nương trước đây và cái tháp nhỏ kia, đặc biệt là tiểu cô nương kia lại có thể làm cho tổ sư Bách Hoa Cung đã đạt tới cảnh giới Thánh Giả cũng phải kiêng kỵ. Hắn nhớ rõ ràng những điều này. Tử Nhi theo Dương Diệp, có lẽ là một cơ duyên lớn. Dương Diệp, yêu vực này không phải là nơi người nên tới. Lúc này, Long Hoàng đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh, nói. Long Hoàng, trước đây ta cho Long tộc các ngươi một đường sống, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không mấy quý trọng nhỉ. Ngươi cảm thấy, ta thật sự không dám giết Long tộc các ngươi sao? Làm càn. Long Hoàng tức giận nói. Dương Diệp, nơi này là yêu vực, không phải là nam vực của ngươi. Dương Diệp, ngươi khó tránh khỏi quá càn rỡ rồi đấy. Thần Phượng trầm giọng nói. Ngươi đừng tưởng rằng phía sau có cường giả bán thánh thì có thể thoải mái muốn làm gì thì làm ở trong yêu tộc ta,
ngươi phải hiểu một điểm, yêu tộc ta cũng có bán thánh. Dương Diệp không nhìn Thần Phượng, quay đầu lại nhìn về phía yêu hoàng, nói. Tiền bối, chuyện bên trong bộ tộc chồn không gian, tiền bối lại tự mình giải quyết đi, về phần chuyện khác, cứ giao cho ta là được. Ngươi xác định có thể xử lý chứ? Yêu hoàng nói. Ngươi cũng thấy đấy, xung quanh ngươi có hơn vạn yêu thú tôn cấp, còn có mấy chục yêu thú hoàng cấp. Cũng không có vấn đề gì. Dương Diệp nói. Cuồng vọng. Long Hoàng tức giận, sắc mặt tái xanh nói. Dương Diệp, ngươi không nên khinh người quá đáng. Dương Diệp vung tay phải lên, 360 bộ xương khô xuất hiện ở phía sau của hắn, sau đó hắn giơ tay nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thẳng vào Long Hoàng, nói. Ta lại khinh người quá đáng thì ngươi muốn làm thế nào? Nói xong, hắn không nhìn Long Hoàng, lại quay sang nhìn đám người Thần Phượng, nói. Ba hơi thở qua mà các ngươi còn không rời đi, hôm nay ta lại giết cho thây phơi khắp nơi. Đám người Thần Phượng tức sắp nổ phổi rồi, người không biết còn tưởng rằng Dương Diệp là bán thánh. Bọn họ rất muốn ra tay trực tiếp đập Dương Diệp thành đống cặn bã, nhưng vừa nghĩ tới lời người giữ mộ phía sau hắn đã nói, mấy người lại cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn ra tay. 1. Dương Diệp bắt đầu đếm. Sắc mặt đám người Thần Phượng khó coi. 3. Dứt lời, một đường kiếm quang đã chợt lóe lên. Mấy vị yêu thú tôn cấp bên cạnh đám người Long Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì đầu bay ra ngoài. Hai đâu? Sau khi Dương Diệp ra tay, 360 bộ xương khô phía sau hắn cũng bay vào trong đám người phía sau Long Hoàng, sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc. Thật ra Dương Diệp căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ để cho bốn đại thần thú tộc rời đi, những người này đã là kẻ địch của hắn, có thể nói hai bên đã không chết không dừng, căn bản không có khả năng giải hòa. Cho dù bọn họ muốn hòa giải, hoặc đầu hàng, Dương Diệp cũng sẽ không chấp nhận, hắn cũng không muốn đến lúc đó bị những người này cắn ngược đâu. Nếu muốn loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn, vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn tiêu diệt sạch đối phương. Ở thế giới này, nhân từ căn bản không thứ cần thiết từ lâu rồi. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân của hắn thì không có khả năng tiêu diệt được bốn đại thần thú tộc, nhưng Dương Diệp cũng không ngốc, bây giờ hắn đứng phía sau Mạc Lão. Hắn đương nhiên cần tới ngọn núi dựa châu bò như vậy. Có Mạc Lão ở đây, những cường giả hoàng cấp kia cũng không dám ra tay với hắn. Cường giả hoàng cấp không thể ra tay, ở yêu vực này dưới hoàng cấp có ai sẽ là đối thủ của hắn chứ? Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, bắt đầu tàn sát, tất cả mọi người sửng sốt, yêu hoàng cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên lại thật sự dám lại ra tay như thế. Phải biết rằng, ở đối diện lại có mấy chục cường giả hoàng cấp đấy. Trong những cường giả này, chỉ cần tùy tiện để mấy vị ra tay, cũng đủ để giết chết hắn rồi. Cho dù phía sau Dương Diệp có một vị bán thánh, nhưng lẽ nào hắn sẽ không sợ người ta chó cùng rút dậu sao? Trong cảnh tượng kiếm khí ngang dọc, dưới kiếm ý thiên cấp tầng 2 áp chế, mỗi một đường kiếm khí đều sẽ thu lấy một tính mạng. Bất kể là rồng lớn màu vàng, thậm chí là phượng hoàng tộc, cho dù là huyền vũ tộc có phòng ngự biến thái nhất cũng không có yêu thú tôn cấp nào có thể ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Trong thời gian chưa đến hai hơi thở, lại có mấy chục yêu thú tôn cấp chết ở trong tay của Dương Diệp. Tàn sát, thật sự là tàn sát. Khinh người quá đáng. Tộc trưởng của Bạch Hổ tộc giận dữ, bàn tay chợt đánh về phía Dương Diệp. Ở dưới uy áp của cường giả hoàng cấp đỉnh phong, Dương Diệp lập tức bị nhốt lại, không thể nhúc nhích. Tuy nhiên trong mắt Dương Diệp lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Vèo. Một cây quẻ đi trượng màu đen chợt xuất hiện ở giữa không trung, mọi người hoảng hốt. Tiếp theo, chỉ thấy cây quẻ trượng này trực tiếp xuyên thủng bàn tay của tộc trưởng Bạch Hổ tộc, sau đó lại xuyên qua mi tâm của hắn. Các mặt đám người Long Hoàng cùng Thần Phượng trắng bệch, lúc này, sắc mặt yêu hậu cùng không trưởng lão cũng đầy vẻ sợ hãi. Yêu thánh, lẽ nào ngươi thật sự không quan tâm tới yêu tộc ta sao? Thì như vậy. Một vị cường giả hoàng cấp đỉnh phong đã ngã xuống. Long Hoàng đột nhiên hét lớn. Yêu tộc ta ở đại lục huyền giả đã mấy vạn năm, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy, lẽ nào yêu thánh ngươi thật nghĩ rằng yêu tộc sẽ mặc cho người khác khi dễ như vậy sao? Vẫn mong yêu thánh cứu yêu tộc ta. Thần Phượng thi lễ với không trung nói. Không cầu xưng bá đại lục huyền giả, nhưng cầu không bị người nào bắt nạt, vẫn mong yêu thánh ra tay. Tộc trưởng bộ tộc Bạch Hổ nói. Mời yêu thánh ra tay. Ngoại trừ yêu hoàng cùng người bộ tộc chồn không gian đi theo hắn, gần như tất cả yêu thánh ở đó đều bái lạy,
ngay cả Không trưởng lão cùng yêu hậu cũng vậy. Ôi! Một tiếng thở dài tiếng vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một lão nhân tóc trắng xuất hiện. Sau khi lão nhân này xuất hiện, Mạc lão cũng xuất hiện. Hai người nhìn nhau. Lẽ nào người thật sự muốn cho yêu tộc ta cùng nhân loại quyết chiến bây giờ sao? Lão yêu thánh, trầm giọng nói. Mạc lão nhìn lướt qua đám người Long Hoàng, nói. Ta đã từng nói, chỉ cần các ngươi không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ không nhúng tay vào. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, ta lại tiêu diệt các ngươi. Nếu như yêu tộc dám khai chiến cùng Nam Vực, đồng thời phái cường giả hoàng cấp ra tay, ta lại giết hoàng cấp của tất cả chủng tộc yêu thú ra tay. Chỉ có chuyện ta có muốn hay không, không có chuyện ta có dám hay không, nếu như các ngươi không tin, vậy cứ thử xem. Sắc mặt đám người Long Hoàng có chút khổ sở nhưng không dám phản bác. Nói đùa à, một vị bán thánh, hơn nữa còn là một bán thánh có thực lực hơn người, bọn họ làm sao dám phản bác ngay trước mặt chứ? Hai tay yêu thánh nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhưng nghĩ tới cảnh tượng lúc đầu lão nhân trước mắt này đã một người chiến đấu với ba người bọn họ, tay hắn lại thả lỏng, im lặng một lúc lâu mới nói. Ngươi phải hiểu rõ, huyền giả nghịch trùng mới là kẻ địch lớn của chúng ta, nếu đại lục huyền giả chúng ta nội đấu, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Mạc lão nói, thật ra người nói rất đúng, nội đấu chỉ có lợi cho người khác, nhưng ta cảm thấy, toàn bộ đại lục huyền giả vẫn chỉ có một giọng nói quyết định là tốt nhất. Nếu yêu tộc không muốn liên minh cùng Nam Vực, vậy loại bỏ thì thỏa đáng hơn. Ta cũng không muốn sau này còn phải đề phòng yêu tộc quay giáo đánh một đòn đâu. Ngươi quả thật muốn cả hai đều phải tổn thất sao? Trong mắt yêu thánh có ánh sáng lạnh điên cuồng phun ra. Tiền bối. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy, thi lễ với yêu thánh. Yêu thánh nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói. Thế nào? Dương Diệp nói. Ta biết suy nghĩ của tiền bối, sở dĩ tiền bối cảm thấy mâu thuẫn Nam Vực, không phải bởi vì Nam Vực cùng Thánh Địa đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, khiến tiền bối sợ sau này Thánh Địa tức giận sẽ liên lụy đến yêu vực. Tiền bối suy nghĩ cho tương lai của yêu tộc, về điểm ấy thật ra không sai. Chẳng qua ta muốn hỏi tiền bối thật sự cảm thấy tương lai Thánh Địa nhất định có thể tiêu diệt được Nam Vực sao? Ngươi không biết Thánh Địa đáng sợ thế nào? Yêu Thánh nói. Mạnh mẽ như tổ sư của Kiếm Tông năm đó cũng phải kiêng kỵ thế lực này. Ngươi bây giờ còn chưa đạt được tới trình độ của tổ sư của Kiếm Tông. Dương Diệp mỉm cười, hắn không phản bác, nói. Tiền bối, ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, nếu như huyền giả chống lại nhân loại xuất hiện, Thánh Địa yêu cầu yêu tộc các ngươi đi vào Thánh Địa đối đầu với huyền giả nghịch trùng, ta muốn hỏi, tiền bối có đi hay không? Yêu Thánh nhíu mày, hắn làm sao không hiểu rõ ý của Dương Diệp chứ? Huyền giả nghịch trùng xuất thế, lúc trước Thánh Địa đã phái người tới bảo tất cả cường giả yêu tộc đi tới Thánh Địa chống lại. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tất nhiên sẽ không muốn yêu thú yêu tộc đi, bởi vì yêu thú yêu tộc đi thì rất có khả năng sẽ bị xem thành bia đỡ đạn. Nếu như không đi lại chọc giận Thánh Địa. Lúc này, Dương Diệp nói tiếp. Tiền bối chắc hẳn hiểu rõ, bất kể là nhân loại hay yêu thú, chúng ta cũng không nên gửi gắm hy vọng vào người khác. Nếu như Thánh Địa có đức, vì sao mấy vạn năm qua cũng không thể bạn ơn tới đại lục huyền giả? Mà khi huyền giả nghịch trùng sắp xuất thế, uy hiếp đến bọn họ mới nhớ tới chúng ta, hơn nữa còn bảo chúng ta đi giúp. Đây cũng là thái độ của bọn họ đối với huyền giả đại lục huyền giả chúng ta. Yêu thánh tiền bối cảm thấy, yêu tộc nương nhờ một thế lực như vậy thì thật sự có tiền đồ sao? Lẽ nào nương nhờ Nam Vực lại có tiền đồ à? Lúc này, Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt, sau đó không để ý tới đối phương, nói. Yêu tộc không phải nương nhờ Nam Vực, mà là liên minh cùng Nam Vực, toàn bộ yêu tộc liên minh cùng thế giới nhân loại, cho dù chúng ta vẫn còn yếu hơn Thánh Địa cùng huyền giả nghịch. Trùng, nhưng ít ra chúng ta không cần đi dựa vào người khác, nhìn mặt người khác, không phải sao. Yêu Thánh im lặng một lát lại nhìn Dương Diệp cùng Mạc Lão, sau đó nói. Ngươi đã thuyết phục được ta. Thật ra, bản thân hắn cũng không rất vừa mắt, tuy nhiên không có cách nào, đối phương có thế lực quá lớn. Đương nhiên, hắn đưa ra sự lựa chọn này lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn nếu như không làm như vậy, có ý nghĩa là một già một trẻ trước mắt này sẽ đại khai sát giới. Hắn tất nhiên không khiếp sợ Dương Diệp bây giờ, nhưng hắn không thể không e ngại Mạc Lão, cho dù yêu tộc thắng, chỉ sợ cũng sẽ bị người canh giữ mộ này đánh cho tàn phế.
Nghe được yêu thánh nói vậy, đám người Long Hoàng cùng không trưởng lão của bộ tộc Trồn Không Gian cùng với yêu hoàng đều biến sắc. Yêu hoàng liên minh cùng Nam Vực, cũng không thể thật sự đại biểu cho toàn bộ yêu vực, nhưng yêu thánh. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu tiền bối đồng ý hợp tác, vậy hai bên chúng ta lại cần phải đưa ra điều kiện của mình. Ta trẻ tuổi, để ta đưa ra trước. Ta chỉ có một điều kiện, tộc trưởng của bộ tộc Long Hoàng, Thần Phượng, còn có Bạch Hổ không thể tồn tại, nếu không, tất cả những gì đã nói lúc trước sẽ không còn giá trị, chúng ta nên đánh thì đánh. Ý của Dương Diệp rất đơn giản, hắn không tin tưởng mấy người này, không chỉ hắn không tin tưởng, yêu hoàng chắc chắn cũng sẽ không tin, để bọn họ tiếp tục ở lại yêu tộc, tuyệt đối là một khối u và mối họa ác tính, không chừng lúc nào đó sẽ lại quay giáo đâm một đòn, hắn cũng không muốn bị người khác hãm hại. Dương Diệp ngươi, đám người Long Hoàng giận dữ, tuy nhiên bị Mạc lão liếc mắt, bọn họ đều nuốt lời định nói lại. Bọn họ đều là hoàng cấp. Yêu thánh trầm giọng nói. Thực lực bản thân là mạnh nhất dưới bán thánh. Dương Diệp lắc đầu, nói. Người đã không cùng một đường với ta, cho dù là bán thánh, ta cũng không cần. Thực lực bản thân là mạnh nhất dưới bán thánh. Dương Diệp lắc đầu, nói. Người đã không cùng một đường với ta. Cho dù là bán thánh, ta cũng không cần. Nhân từ cũng phải tùy người, trực giác nói cho ta biết, nếu hôm nay không loại bỏ bọn họ, sau này ta nhất định sẽ nuôi hổ gặp họa. Thật sự không thể thương lượng được sao? Yêu thánh trầm giọng nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, ý kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, nói. Không có. Không gian xung quanh yêu thánh bắt đầu xuất hiện dao động, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng đám người Long Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc, yêu thánh đột nhiên ra tay, tuy nhiên không phải là ra tay với Dương Diệp cùng người bảo vệ mộ, mà là với tộc trưởng của bộ tộc Long Hoàng cùng với Thân Phượng. Một con móng vuốt rất lớn xuất hiện ở trong không trung trên đỉnh đầu của ba người Long Hoàng, sau đó nặng nề rơi xuống. Yêu thánh ngươi! Đám người Long Hoàng quá khiếp sợ, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới yêu thánh lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Bọn họ vừa định đánh trả, nhưng đã không kịp nữa rồi. Móng lớn hạ xuống, ba người lập tức bị đập tới hồn phi phách tán. Móng lớn vẫy một cái, ba hạt châu dính máu bay vào trong móng vuốt. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, hắn cũng không nghĩ tới yêu thánh lại đột nhiên ra tay với đám người Long Hoàng. Sắc mặt không trưởng lão cùng với đám người yêu hậu bên cạnh lại trắng bệch. Bọn họ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, Mạc lão đột nhiên nói. Người suy nghĩ thông suốt, cũng đã quyết định. Yêu thánh khẽ cười, nói. Đồ đệ này của ngươi nói rất đúng, bất kể là yêu tộc hay là nhân loại, vẫn dựa vào mình là đáng tin nhất. Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến thế giới bên ngoài. Nghe được hai người nói vậy, Dương Diệp lại có phần sững sờ. Lẽ nào giữa Mạc lão cùng yêu thánh này đã từng đàm phán gì sao? Mạc lão khẽ gật đầu, nói. Đây là một con đường máu, ngươi quyết định sẽ đi rồi chứ? Yêu thánh cười nói, chẳng lẽ ta còn sợ chết sao? Không lâu nữa, có lẽ ta phải nhờ ngươi tới nhặt xác cho ta, cho nên ta đã không có sự lựa chọn nữa. Mạc lão nói, đúng vậy. Yêu thánh vung tay phải lên, ba hạt châu đỏ như máu bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giết chết bọn chúng, bởi vì ta cũng không muốn bị người khác hãm hại. Đây là ba tinh huyết thần thú của ba hoàng cấp đỉnh phong. Hẳn sẽ có trợ giúp không nhỏ cho ngươi. Dương Diệp cũng không từ chối, tiếp nhận ba giọt máu này, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Đám người không trưởng lão cùng yêu hậu run lên, sau đó yêu hoàng cũng vậy. Yêu thánh lại không để ý chỉ cười khẽ nói. Có cần giết bọn họ không? Lúc này, Mạc lão đột nhiên nói. Tử điêu vọt đến trước mặt Dương Diệp, đầu nhỏ cà cà vào cằm của Dương Diệp, rõ ràng nó đang cầu xin. Dương Diệp khẽ xoa đầu của tử điêu, cười nói. Đương nhiên không giết rồi. Vì sao? Yêu thánh hỏi. Bởi vì vật nhỏ sẽ đau lòng. Dương Diệp nói. Ta không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến nàng đau lòng cả. Chỉ cần vật nhỏ muốn làm, bất kể là đúng hay sai, hắn đều sẽ làm. Chỉ cần là chuyện vật nhỏ không muốn làm, cho dù tổn thương tới lợi ích của bản thân hắn, hắn chúng sẽ không đi làm. Hắn có thể làm vài chuyện vì vật nhỏ, cho dù hắn có không muốn làm việc này. Dù sao, ở trong lòng hắn, địa vị của vật nhỏ cao hơn hắn. D. Tử Điêu ngẩng đầu nhìn Dương Diệp,
sau đó móng nhỏ ôm lấy cổ của Dương Diệp rất chặt. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Yêu Hoàng khẽ gật đầu. Sở dĩ Hắc không phản đối Tử Điêu đi theo Dương Diệp, chủ yếu cũng bởi vì Dương Diệp là người trọng tình. Hắn tin tưởng, không quan tâm là lúc nào, Dương Diệp đều sẽ không làm thương tổn đến Tử Điêu. Yêu Thánh khẽ gật đầu, nói. Bây giờ ta đã hiểu rõ, vì sao ngươi có tính cách cực đoan như vậy, lại có thể làm cho nhiều người đi theo ngươi. Bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng sâu sắc một điểm, đó chính là theo ngươi, bất kể thế nào, cũng sẽ không bị ngươi vứt bỏ. Ở trên phương diện này, La Tuấn kém ngươi vạn dặm. Dương Diệp dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đầu của Tử Điêu, nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Yêu Thánh mỉm cười, sau đó nói. Nếu hiện tại chúng ta đã là đồng minh, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, có thể đổi tới một chỗ khác không? Mạc Lão khẽ gật đầu, sau đó cùng Yêu Thánh biến mất. Dương Diệp nói. Chuyện riêng của các tiền bối, bọn họ sẽ tự mình xử lý. Yêu Hoàng nhìn Yêu Hậu cùng Không Trưởng Lão, sau đó vung tay phải lên. Một hàng rào không gian vô hình vây quanh hai người, hắn nói. Giam lại. Tử Điêu muốn cầu xin, tuy nhiên Yêu Hoàng lại nhìn nàng lắc đầu. Hắn nhất định phải xử trí chuyện này, nếu không làm sao giữ được uy nghiêm của Yêu Hoàng. Không Trưởng Lão cùng Yêu Hậu còn tốt, bởi vì bọn họ có quan hệ với vật nhỏ cùng Yêu Hoàng nên có thể sống, nhưng chồn không gian theo hai người tạo phản đều bị Yêu Hoàng giết chết. Cho dù tổn thất thực lực chỉnh thể của bộ tộc chồn không gian lớn như vậy, nhưng chỉ có loại bỏ những u ác tính này, hắn mới có khả năng yên tâm. Bởi vì đội ngũ Yêu Thánh chiến đấu, chuyện của yêu tộc xem như đã lắng xuống. Hai vị Yêu Hoàng cùng Yêu Thánh đều đã quyết định liên minh cùng nhân tộc, ai dám có dị nghị nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện của yêu tộc, Dương Diệp lợi dụng nhân hoàng kiếm chém nát kết giới của giới vực giữa yêu tộc cùng nhân tộc. Đến lúc này, giữa yêu tộc cùng nhân tộc đã không có ngăn cách nữa. Có yêu tộc gia nhập, có thể nói việc tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán dễ dàng như trở bàn tay. Rất nhanh, do đại quân của liên minh yêu tộc cùng Nam vực xuất phát, lao về phía Trung vực. Tuy nhiên Dương Diệp không để ý những chuyện này, hắn không muốn quản, cũng quản không đến. Dù sao, bây giờ Nam vực đã có thực lực tuyệt đối, cũng không cần hắn đứng ra trấn áp. Bởi vậy, sau khi trở lại Nam vực, hắn lại trốn ở trong phòng của mình tu luyện. Ở trước mặt Dương Diệp có ba giọt máu lơ lửng, đó là ba giọt máu tinh huyết của ba người Long Hoàng. Dương Diệp không do dự, trực tiếp nuốt ba giọt máu tươi vào. Nếu là trước đây, hắn đương nhiên không dám làm như thế, nhưng toàn bộ cơ thể hắn đã từng trải qua ngưng luyện hồng mông tử khí cùng máu của Long tộc, đã khủng khiếp hơn cơ thể của cường giả cảnh giới hoàng giả. Cho nên, chỉ là ba giọt tinh huyết thần thú hoàng cấp, còn chưa đủ để hắn phải e ngại. Máu tươi vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp lại cảm giác như có lửa tiến vào trong cơ thể, cả cơ thể bỏng rất. Tuy nhiên thật may, mức độ đau đớn này chưa là gì với hắn cả. Ba giọt máu tươi ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, Dương Diệp cần phải luyện hóa những giọt máu tươi này, sau đó hấp thu. Thử xem, có thể đột phá được cảnh giới hoàng giả hay không? Đương nhiên, chỉ dựa vào ba giọt máu tươi đã đột phá cảnh giới hoàng giả, vậy rõ ràng là không có khả năng, cho nên, Dương Diệp đã chuẩn bị mấy nghìn viên đá năng lượng siêu phẩm ở trong phòng mình, mỗi giây mỗi phút, đều sẽ có đá năng lượng siêu phẩm thiêu đốt, sau đó hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Cảnh giới hoàng giả là một bục cửa cao, hắn chỉ có bước qua bục cửa này mới có khả năng sống yên ổn ở trong loạn thế này. Cũng chỉ có bước qua bục cao này, hắn mới có thể mở ra tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, sau đó cứu tiểu nữ hài. Thứ trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp không chỉ có thể cứu tiểu nữ hài, Dương Diệp tin tưởng, vật bên trong chắc chắn cũng có trợ giúp rất lớn cho hắn, cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều phải cố gắng mở ra tầng thứ hai trong thời gian ngắn nhất. Nửa tháng sau, Thánh Địa, lúc này ở trong không trung xung quanh tháp lớn trấn áp huyền giả nghịch chủng có hơn 300 lão giả áo bào trắng đang lơ lửng. Bọn họ đều là cường giả cảnh giới hoàng giả, đồng thời còn là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Ở trước mặt những lão giả áo bào trắng có 10 lão nhân thân mặc áo bào màu vàng, 10 lão nhân này đều là cấp bán thánh. Tổng cộng là hơn 300 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Nếu như thế lực này xuất hiện ở đại lục huyền giả, đủ để diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Mà lúc này sắc mặt những cường giả này lại cực kỳ nghiêm trọng, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, không gian xung quanh chấn động từng đợt, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Huyền Không sư huynh,
phong ấn của kiếm tổ đã bị thả lỏng, có khả năng có huyền giả nghịch chủng đi ra. Thánh chủ cùng hai vị chí tôn còn đang bế quan sao? Dẫn đầu một lão nhân áo bào màu vàng hỏi trước mặt hắn lão nhân. Lão nhân tên là Huyền Không khẽ nói. Chỉ là mấy huyền giả nghịch chủng mà thôi, cần gì phải yêu cầu thánh chủ ra tay. 10 hộ pháp thánh địa chúng ta cũng đủ rồi. Lão nhân đã hỏi lúc trước khẽ gật đầu, nói. Cũng đúng, chỉ cần không phải mấy vị ở tầng dưới chót kia đi ra, chúng ta đủ khả năng xử lý rồi. Chẳng qua ta cảm thấy rất tò mò, thực lực của thánh chủ cùng hai vị chí tôn đã đạt đến trình độ nào, cùng là bán thánh, ta ở trước mặt hai vị chí tôn lại cảm giác mình là cảnh giới hoàng giả. Huyền Không nhìn lão nhân vừa hỏi, nói. Huyền Minh, thiên phú của ngươi cũng không tệ, cố gắng tu luyện thì thành tựu tương lai chưa chắc đã kém hơn hai vị chí tôn. Huyền Minh khẽ gật đầu, do dự một lúc, lại nói. Nếu như chúng ta đoạt lại thi thể Hiên Nhi từ trong tay Dương Diệp, sau đó để cho thánh chủ ra tay, có thể cứu sống được hắn. Sao? Hắn là truyền nhân của Nho Đạo, Hạ Hầu Hiên lại đệ tử thân truyền của hắn. Huyền Không im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói. Thần hồn của hắn đều bị tiêu diệt, sợ rằng ngay cả thi thể cũng không được Dương Diệp giữ lại. Ôi, Huyền Minh, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện chủ yếu nhất của chúng ta bây giờ là đối phó với huyền giả nghịch chủng sắp đi ra. Về phần đám kiến hôi như Dương Diệp cùng đại lục huyền giả, chờ chuyện ở chỗ này xong, ta với ngươi ra ngoài tiêu diệt sạch sẽ là được. Những con kiến hôi đó cũng dám chống lại mệnh lệnh của thánh địa ta, thật đúng là không biết sống chết. Huyền Minh đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức lại nhíu chân mày lại, nói. Lấy thực lực của sư huynh cùng ta, chúng ta ra ngoài đại lục huyền giả, tất nhiên có thể báo thù cho Hiên Nhi, nhưng sư huynh nên biết, nếu như bán thánh chúng ta đặt chân đại lục huyền giả, tu vi sẽ bị áp chế thành cảnh giới hoàng giả, chúng ta lấy thực lực của cảnh giới hoàng giả, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của người canh giữ mộ. Người canh giữ mộ. Nghe được ba chữ này, hai mắt Huyền Minh híp lại. Sâu trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Ngay từ lúc đầu, thánh địa tuyệt đối không chú ý người canh giữ mộ này, nhưng khi biết người canh giữ mộ này một mình đối đầu với ba vị bán thánh mà không bại, bọn họ không thể không thận trọng để ý. Nhưng, cho dù lấy thực lực của thánh địa, không ngờ cũng không điều tra ra người canh giữ mộ này là thánh thần phương nào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, bởi vì hắn tự tin, nếu như đấu với bán thánh đại lục huyền giả, hắn cũng có thể lấy một thứ ba. Đừng nói là hắn, cho dù là người yếu nhất trong 10 người bọn họ cũng có thể lấy một địch hai. Dù sao, truyền thừa của thánh địa không có khả năng kém hơn đại lục huyền giả. Huyền Không lật tay phải, một hòn đá kỳ lạ trong suốt hình vuông xuất hiện ở trong tay Huyền Không. Nhìn thấy hòn đá trong suốt này, hai mắt Huyền Minh trợn tròn, kinh ngạc nói. Trấn giới thạch, không ngờ lại là trấn giới thạch, thánh chủ lại có thể giao cho nó cho sư huynh à. Không chỉ có Huyền Minh kinh ngạc, cho dù mấy vị bán thánh bên cạnh lão nhân cũng lộ vẻ khiếp sợ. Ở thánh địa, trấn giới thạch có thể nói là một món chí bảo, bình thường chỉ có thánh chủ cùng hai vị chí tôn mới có tư cách nắm giữ. Bọn họ không nghĩ tới, thánh chủ tự nhiên giao chí bảo như vậy cho Huyền Không. Huyền Không nói, thánh chủ chẳng qua chỉ cho ta mượn tạm bảo vật này với hai mục đích, một là để cho chúng ta lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nhầm lẫn. Hai là để thánh địa chúng ta ra tay giải quyết bán thánh của Nam vực kia. Không phải ai cũng có thể giết người thánh địa ta được. Có bảo vật này, người canh giữ mộ Nam vực kia chắc chắn phải chết. Trong mắt Huyền Minh lóe qua ánh sáng lạnh. Huyền Không nói. Không thể khinh thường, thánh chủ giao bảo vật này cho chúng ta, mục đích là muốn chúng ta tuyệt đối không thể sai sót, cho nên sau khi giải quyết chuyện nơi đây, 10 đại hộ pháp của thánh địa chúng ta đều phải đi ra ngoài. Chờ giải quyết xong chuyện ở Nam vực, quay về thánh địa, thánh chủ sẽ để chúng ta tiến đất thánh cũ tu dưỡng, cho nên, mọi người không cần lo lắng chuyện cảnh giới nữa. Nghe được mấy chữ đất thánh cũ, vẻ lo âu trong mắt mọi người đều tan hết, thay vào đó là sự mừng rỡ. Ong! Đúng lúc này, kiếm tổ cắm ở đỉnh tháp lớn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân. Sắc mặt đám người Huyền Không thoáng biến đổi. Đột nhiên! Trên tầng tháp cao nhất đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, tiếp theo, một bóng người giống như quỷ mị vọt ra. Ha ha, bản thiếu cuối cùng cũng đi ra rồi. Bóng người với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể nhìn thấy được bản thể của hắn đã lao ra khỏi tháp lớn, cười to.
Tuy nhiên rất nhanh, tiếng cười của hắn đã ngừng lại. Bởi vì ở xung quanh hắn là 300 vị cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cùng 10 vị bán thánh. Sau khi nam tử này dừng lại, nam tử này có hình dạng của con người. Ở đây, có rất nhiều người chưa từng thấy qua huyền giả nghịch chủng, khi nhìn thấy nam tử này, bọn họ sửng sốt, bởi vì những người được gọi là huyền giả nghịch chủng lại hoàn toàn không khác gì bọn họ, căn bản chính là nhân loại. Nam tử này rất trẻ tuổi, dường như chỉ khoảng 20 mấy tuổi, tóc đen, da hơi vàng, thoạt nhìn không khác gì người của đại lục huyền giả. Nam tử thấy mình bị bao vây thì đồng tử co lại kịch liệt, sau đó chợt quay đầu lại quát. Đừng đi ra, có mai phục. Nhưng đã muộn, có mấy chục đường ánh sáng màu đen từ trong tháp vọt ra. Khóe miệng huyền không lộ ra nụ châm chọc, nói. Giết! Mấy trăm vị cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cùng 9 vị bán thánh đồng loạt ra tay. Giết! Nam tử tóc đen quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, trực tiếp bắn mạnh về phía huyền không, tay phải cách không vỗ về phía đó. Một trường ấn màu trắng xé rách không gian lập tức tới trước mặt huyền không, uy áp của trường ấn màu trắng trực tiếp ép nổ không gian xung quanh huyền không, làm cho cơ thể của huyền không đứng ở bên trong khe nứt không gian. Tuy nhiên những không gian chạy loạn này cũng không có tổn thương được huyền không. Lấy thực lực ban đầu của ngươi, ta có thể sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại người bị trấn áp 10 vạn năm, thực lực giảm mạnh, cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt ta sao? Thật đúng là muốn chết rồi. Huyền không bước về phía trước, từ trong cơ thể hắn tuôn ra một khí thế mạnh mẽ, tiếp theo, tay phải hắn hóa trưởng, nhẹ nhàng bổ xuống, một ánh sáng như tuyết chợt lóe lên, cắt trưởng ấn. Màu trắng thành hai nửa, sau đó đánh vào ngực của nam tử tóc đen. Cơ thể của nam tử tóc đen lập tức hóa thành mưa máu bắn ra khắp bầu trời, nhưng rất nhanh, những mưa máu lại có thể lại bắt đầu tập trung, sau đó, nam tử tóc đen lại xuất hiện, dường như người vừa chết cũng không phải là hắn. Tuy nhiên, khí sắc của nam tử tóc đen rõ ràng kém hơn lúc trước rất nhiều. Bò trở lại cho ta. Huyền không thò tay ra, một móng lớn nhanh chóng hiện ra, nắm lấy nam tử tóc đen và trực tiếp ném hắn trở về trong tháp lớn. Lần này, phần lớn huyền giả nghịch chủng đi ra cũng chỉ là cảnh hát giới hoàng giả, bởi vậy, ở trước mặt, 10 vị bán thánh cùng 300 vị cường giả cảnh giới hoàng giả, những huyền giả nghịch chủng đã chạy đều bị ném trở về trong tháp. Tuy nhiên thánh địa bên Na Đi cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chết hơn 40 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Quá mạnh, nếu là trong cùng cấp một đấu một thì người phía bên chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Huyền Minh lộ ra sắc mặt nghiêm trọng nói, bởi vì lúc trước có một huyền giả cảnh giới hoàng giả chống lại loài người tự nhiên đánh với hắn được vài chiêu. Thần sắc huyền không cũng có chút nghiêm trọng, hắn không phải kiêng kỵ những huyền giả nghịch chủng trước đó. Mà kiêng kỵ những huyền giả nghịch chủng ở tầng giữa và tầng cuối của tháp lớn, huyền giả nghịch chủng phía dưới kia mới thật sự là khủng khiếp. Quan trọng nhất là những huyền giả nghịch chủng là tồn tại bất tử. Giống như lúc trước, hắn rõ ràng đã giết chết đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối phương lại có thể sống lại. Cũng may mà số lượng huyền giả nghịch chủng không nhiều, nếu không, chỉ sợ cho dù là tất cả trí cường giả của đại lục năm đó liên kết với nhau, cũng không có khả năng thắng được bọn họ. Đúng lúc này, một bóng người từ vị trí tầng dưới của tháp lớn đột nhiên vọt ra. Mấy người huyền không đều sửng sốt, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, huyền không vội vàng quát. Ngăn cản hắn. Đại thiết cát. Bóng người lao tới đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng, tiếp theo, hai đường ánh sáng trắng hiện lên ở dạng chữ thập liên tục chớp hiện mấy cái. 10 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm của thánh địa lập tức bị hai đường ánh sáng trắng cắt thành hư vô. Trưởng nát không gian. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chỗ không gian đột nhiên đổ nát, lại là hơn 10 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm của thánh địa ngã xuống. Làm càn. Huyền không giận dữ, hai tay chồng lên nhau, sau đó chợt đẩy về phía bóng người kia, hơn 10 luồng ánh sáng trắng đan xen, giống như một tấm lưới kín bảo phủ lấy bóng người đó. Chôn vùi trời xanh. Theo giọng nói của bóng đen kia vang lên. Một ngọn lửa màu xanh lá cây hừng hực thiêu đốt đã nhanh chóng hiện ra, sau khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ nơi đây đột nhiên nâng cao lên mấy nghìn lần, không gian xung quanh bị đốt cháy tự nhiên cuộn trào kịch liệt giống như nước sôi vậy. Ngọn lửa màu xanh lá cây cùng hơn 10 luồng ánh sáng trắng va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ không trung chấn động mãnh liệt một hồi, tiếp theo, lại ầm một tiếng, có không gian lập tức sụp xuống. Tuy nhiên chỉ trong giây lát không gian lại được chữa trị.
ở sâu bên trong lòng đất này lại có lực pháp tắc do vô thượng đại năng năm đó lập ra. Cho dù là bán thánh cũng không thể dễ dàng xóa được không gian ở đây. Ha ha, chỉ vậy cũng được tính là bán thánh à. So với những bán thánh của 10 vạn năm trước, thật sự là kém quá xa. Đám chó săn của thiên ngoại thiên, các ngươi cứ nhớ đấy. 10 vạn năm vây nhốt, ngày khác Tần Bất Phàm ta nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần, chờ đấy cho ta, ha ha. Tiếng nói này vang lên ở trong không trung, nhưng người nói chuyện đã ở cách xa ngàn dặm. Có chừng 10 vị cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng biến mất. Ngàn dặm đối với cường giả bán thánh chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đám người huyền không vừa mới chuẩn bị truy kích, nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện, khí tức của huyền giả nghịch trùng tự xưng là Tần Bất Phàm kia đã biến mất. Khốn kiếp! Tay phải của huyền không chợt vỗ một cái vào hư không trước mặt, không gian này lập tức sụp xuống. Sắc mặt đám người huyền không cực kỳ khó coi, bởi vì trước đó bọn họ sơ suất, không nghĩ tới còn có huyền giả nghịch trùng lao tới lúc đó, càng không ngờ được còn là một vị huyền giả nghịch trùng ở vị trí tầng dưới cùng. Sư huynh, trước kia khi phong ấn của kiếm tổ buông lỏng, cũng chỉ có một ít huyền giả nghịch trùng phía trên chạy thoát. Sao lần này tự nhiên có huyền giả nghịch trùng phía dưới đi ra vậy? Huyền Minh trầm giọng hỏi. Trước đó, bọn họ đều tập trung chú ý. Các huyền giả nghịch trùng ở tầng trên cao, căn bản không có để ý tới những huyền giả nghịch trùng ở tầng dưới. Bởi vậy khi huyền giả nghịch trùng tự xưng là Tần Bất Phàm kia lao ra, bọn họ trở tay không kịp. Huyền không lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, tuy nhiên nhìn người này, hình như đã sớm có thể đi ra, sở dĩ không ra, chỉ sợ là đang chờ đợi cơ hội. Ta nghi, những huyền giả nghịch trùng tầng trên kia đã sáng tạo cơ hội cho hắn. Sư huynh có thể truy xét được vị trí của hắn không? Huyền Minh hỏi. Hai mắt huyền không khép hờ, im lặng một lát, sau đó nói. Hắn ra khỏi thánh địa, đi tới đại lục huyền giả. Sư huynh làm sao biết được? Huyền Minh kinh ngạc nói. Huyền không nói. Cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể lấy sức một mình làm mưa làm gió ở thánh địa chúng ta được, nếu không, lúc trước hắn cũng không chạy trốn. Ở thánh địa, khắp nơi đều là kẻ địch của hắn, chỉ cần hắn bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết, chỉ có đi tới đại lục huyền giả, hắn mới có cơ hội sống sót. Đi đại lục huyền giả. Huyền Minh nhíu mày, nhưng rất nhanh, chân mày của hắn lại thả lỏng ra, nói. Lấy oán hận của người này đối với thế giới chúng ta, hắn đi đại lục huyền giả, nhất định sẽ huyết tẩy toàn bộ đại lục huyền giả, điều này chữa chắc đã là chuyện xấu đối với chúng ta. Huyền không lắc đầu, nói. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta lại có phiền phức lớn, một khi người này khôi phục lại thực lực, thăng cấp đến bán thánh, nếu chúng ta muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Tới lúc thánh chủ cùng hai vị trí tôn xuất quan, chúng ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Huyền Minh hỏi. Trong mắt Huyền không lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, nói. Ra khỏi thánh địa, một lần giải quyết luôn cả Tần Bất Phàm cùng đám người Nam Vực. Sau hai ngày, Nam Vực, trong cổ vực thành. Một buổi sáng, đột nhiên linh khí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cổ vực thành đều điên cuồng lao vọt về phía cổ vực thành. Tại đáy vực đoạn hồn uyên, hai mắt Mạc Lão vốn khép hờ đột nhiên mở ra, nói. Cuối cùng cũng sắp bước vào hoàng giả rồi sao? Đột nhiên, đồng tử của Mạc Lão co lại, quay đầu lại nhìn về phía chân trời, nói. Nên tới thì vẫn phải tới rồi. Nói xong, Mạc Lão trực tiếp biến mất. Trên không trung cổ vực thành có 10 lão già mặc áo bào màu vàng đang đứng, phía sau bọn họ là 30 lão già áo bào trắng. Những người này không phải ai khác, chính là đám người huyền không cùng huyền minh. Chỉ có điều lúc này 10 người huyền không cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Từ thánh địa đi ra đại lục huyền giả, cảnh giới của bọn họ sẽ bị áp chế một cấp, nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng, bán thánh của thánh địa đều sẽ không tới đại lục huyền giả, bởi vì sau khi đi ra bị áp chế cảnh giới, một khi sơ sẩy sẽ có khả năng vĩnh viễn không trở về cấp bán thánh được nữa. Nhưng lần này, bọn họ không ra không được. Bất kể là huyền giả nghịch trùng Tần Bất Phàm, hay là đám người Nam Vực, thánh địa đều sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trưởng thành. Đây là đại lục huyền giả sao? Huyền không liếc mắt nhìn xung quanh, mấy vạn dặm đều ở trong tầm mắt, hắn nói. Không ngờ lại xuống dốc đến như vậy, đừng nói là đối đầu với huyền giả nghịch trùng, chỉ cần một hai kẻ huyền giả nghịch trùng có cấp bậc giống như Tần Bất Phàm tới, chỉ sợ cũng có thể đánh nát đại lục này.
Quả thật quá yếu. Huyền Minh nói. Tuy nhiên ta lại rất tò mò, sao đại lục linh khí cằn cỗi này lại có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Phú thần năm đó, còn có kẻ cuồng chiến đấu luôn miệng nói chưa từng sợ hãi thiên hạ kia, hai vị chí tôn, Tiêu Giao Tử, còn có người canh giữ mộ bây giờ, mỗi một người đều là thiên tài tuyệt đỉnh a. Tiêu Giao Tử cùng với Vũ thần năm đó, còn có kẻ cuồng chiến đấu kia thì cũng thôi. Nhưng người canh giữ mộ có tư cách gì sánh ngang với hai vị chí tôn chứ? Huyền không lạnh lùng nói. Không phải hắn mạnh mẽ, mà bán thánh của thế giới này quá yếu mà thôi. Huyền Minh khẽ gật đầu, cũng không phản bác, ánh mắt nhìn về phía cổ vực thành, nói. Dương Diệp này sắp trở thành cảnh giới hoàng giả. Hắn không có cơ hội đâu. Tay phải của Huyền không hơi nâng lên, sau đó ép xuống cổ vực thành phía dưới, một bàn tay cực lớn xé rách không gian, lao nhanh về phía cổ vực thành với khí thế hung hăng. Mà lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía dưới cổ vực thành phóng lên cao, sau đó đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia của Huyền không. Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ của Huyền không ầm ầm tiêu tan. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Huyền không lạnh lùng nói. Rất nhanh, ba người Mạc Lão cùng yêu thánh còn có yêu hoàng xuất hiện ở trên không trung của cổ vực thành. Cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả à? Nhìn thấy đám người Huyền không, yêu thánh cùng yêu hoàng hơi ngẩn người ra, bọn họ vốn cho rằng người tới là bán thánh, nhưng không nghĩ tới ở trước mặt bọn họ lại chỉ là cảnh giới hoàng giả. Lẽ nào những người này đều đi tìm cái chết à? Ánh mắt Mạc Lão lướt qua trên người Huyền không, sau đó nói. Các ngươi là cấp bán thánh. Ánh mắt không tệ. Ánh mắt Huyền không quan sát Mạc Lão có hơi kinh ngạc, bởi vì lấy thực lực của hắn, tự nhiên không nhìn thấy rõ thực lực thật sự của người canh giữ mộ trước mắt này. Hơn nữa quan trọng nhất là người canh giữ mộ trước mắt này làm hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm. Mạc Lão khẽ gật đầu, nói. Nếu các ngươi không tiếc giảm cảnh giới để tới đại lục huyền giả, ta nghĩ các ngươi hẳn có con át chủ bài nào đó. Các ngươi cứ thi triển ra đi. Về phần nói mấy lời đe dọa nhảm nhí nào đó, chúng ta không cần nói nữa, để tránh lãng phí thời gian. Ngươi quá cuồng vọng. Đúng lúc này, giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tiếp theo, một lão giả thân mặc áo bào đen xuất hiện. Bán thánh của ma tộc. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cũng xuất hiện. Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc đứng ở bên phía thánh địa, thái độ bọn họ thế nào, không cần nói cũng biết. Vẻ mặt yêu thánh trầm xuống, hắn cùng với Mạc Lão đã từng tìm bán thánh ma tộc và bán thánh hải tộc nói chuyện liên minh, lúc đó hai người này nói muốn suy nghĩ một thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới, cường giả của thánh địa vừa đi ra, hai vị này lập tức ngả về phía thánh địa. Nếu sớm biết như vậy, trước đây hắn nên liên thủ cùng Mạc Lão tiêu diệt bán thánh ma tộc cùng Hải Hoàng này rồi. Nhìn thấy Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc, Huyền không hơi ngẩn người ra, lập tức cười nói. Hai vị, thánh địa ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Hắn không ngốc, ở đại lục huyền giả này có thêm vị bán thánh giúp đỡ, sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Cho dù những cường giả thánh địa này trước mắt chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nhưng Hải Hoàng cùng bán thánh ma tộc cũng không dám khinh thường, Hải Hoàng khẽ gật đầu, nói. Kẻ địch lớn của chúng ta là huyền giả nghịch chủng. Đối đầu với huyền giả nghịch chủng, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, thậm chí là hải tộc ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng có vài người không nghĩ như vậy. Huyền không liếc nhìn Mạc Lão cùng yêu thánh, cuối cùng ánh mắt tập trung ở trên người yêu thánh, nói. Ngươi là bán thánh của yêu tộc sao? Trên trời có đức hiếu sinh, thánh địa ta cũng có lòng từ bi, ta cho ngươi một cơ hội để bỏ tà theo chính, chỉ cần bây giờ ngươi bỏ tà theo chính, thánh địa ta bỏ qua chuyện lúc trước. Nếu không, chuyện lần này kết thúc, hàng nghìn hàng vạn thánh linh của yêu tộc ngươi sẽ vì ngươi mà hóa thành cho bụi. Lúc này, bán thánh ma tộc cũng nói. Yêu thánh, nhân tộc giết nhân hoàng, đối đầu với thánh địa, làm vậy là đại nghịch bất đạo. Ngươi không nên hồ đồ nữa, nếu không, lúc mấy nghìn năm tu vi mất sạch thì đã muộn rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Hải Hoàng nhìn yêu thánh, khẽ nói. Yêu thánh lắc đầu, nói. Thánh địa đã không phải là thánh địa năm đó. Thánh địa bây giờ, bọn họ đã quên mục đích những tiền bối cường giả đại lục trước đây sáng tạo ra thánh địa. Những cường giả kia trước đây hy sinh rất nhiều long mạch của đại lục huyền giả để sáng tạo ra thánh địa. Mục đích là để trấn giữ huyền giả nghịch chủng cùng bảo vệ đại lục. Đây là một vinh dự, còn là một trách nhiệm. Nói đến đây, khóe miệng yêu thánh cong lên đầy châm chọc, nói. Bây giờ thánh địa không có vinh dự, cũng không có trách nhiệm.
bây giờ bọn họ đã quên ước nguyện ban đầu của những tiền bối cường giả đại lục huyền giả trước đây. Bây giờ, bọn họ chỉ có cảm thấy mình ưu việt, cao hơn người khác mà thôi. Thánh địa ta đối đầu với huyền giả nghịch chủng, chẳng lẽ không phải đã làm hết trách nhiệm của chúng ta à? Huyền không lạnh lùng nói. Yêu Thánh nói. Sở dĩ các ngươi đối đầu với huyền giả nghịch chủng, là bởi vì huyền giả nghịch chủng uy hiếp các ngươi không phải vì đại lục huyền giả chúng ta, các ngươi chỉ vì chính mình mà thôi. Các ngươi căn bản không hề suy nghĩ tới đại lục huyền giả chúng ta. Phải nói rằng, thật ra thánh địa các ngươi đã sớm vứt bỏ chúng ta mới phải. Huyền không còn muốn nói gì đó, Mạc lão lại khoát tay áo, nói. Ta cảm thấy không cần thiết phải nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì cả. Dứt lời, quải trường trong tay Mạc lão bắn ra nhanh như tia chớp, mang theo một đường sóng khí lập tức tới trước mặt Huyền không. Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ à? Bán thánh ma tộc hừ lạnh một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển và xuất hiện ở trước mặt Huyền không, tay phải chợt đánh vào phía trên quải trường bay ngược trở lại trước mặt Mạc lão. Bán thánh ma tộc lại lùi lại chừng 10 trượng. Tay phải của bán thánh ma tộc chậm rãi nắm chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Người canh giữ mộ, người thường nhặt xác cho người khác, nhưng đợi tới khi ngươi chết, ai sẽ tới nhặt xác cho ngươi? Về phần Dương Diệp, ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa, bởi vì đợi lát nữa hắn cũng sẽ chết thôi. Huyền không lấy ra một hòn đá trong suốt, khi hòn đá này vừa xuất hiện, vẻ mặt yêu thánh biến đổi, Mạc lão cũng nheo mắt lại. Trong đôi mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng nghiêm trọng. Không chỉ có Mạc lão cùng yêu thánh như vậy, cho dù là vẻ mặt của hai người bán thánh ma tộc cùng với Hải Hoàng cũng là biến hóa kịch liệt. Bởi vì khi hòn đá trong suốt này xuất hiện, trong nháy mắt cảnh giới của bốn người bọn họ lại biến thành hoàng giả cửu phẩm. Đá này tên là Trấn Giới Thạch, là chí bảo của thánh địa ta, có thể trấn áp cảnh giới của huyền giả, cho dù là bán thánh cũng không thể tránh được. Người canh giữ mộ. Không quan tâm ngươi có lai lịch ra sao, thực lực thế nào, hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Huyền không nói, sở dĩ hắn dám đến đại lục huyền giả cũng bởi vì có Trấn Giới Thạch này, bởi vì có Trấn Giới Thạch này tồn tại, cho dù cảnh giới của hắn bị áp chế cũng không cần sợ hãi cường giả cấp bán thánh. Chỉ cần chúng ta rời khỏi phạm vi của hòn đá này, cảnh giới tự nhiên có thể khôi phục. Yêu Thánh trầm giọng nói. Huyền không cười lạnh nói. Đúng là như vậy. Nhưng các ngươi dám chạy sao? Các ngươi không dám, bởi vì nếu các ngươi chạy, chúng ta sẽ giết huyền giả của nhân tộc cùng yêu tộc các ngươi. Đây là thánh địa sao? Yêu Hoàng bật cười một tiếng, nói. Đây là lòng từ bi của thánh địa mà ngươi đã nói à? Thật là tức cười, trước đây bản hoàng còn thiếu chút đi tới thánh địa trợ giúp các ngươi, thật ra còn không bằng giúp huyền giả nghịch chủng. Từ nay về sau, trên đời này không còn có yêu tộc nữa. Huyền không nói. Đúng lúc này, Mạc lão lật tay phải, một tấm bia đá màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, nói. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao trước đây tổ sư của kiếm tông phải xông lên thánh địa, cho dù ta không bằng tổ sư kiếm tổ, nhưng nếu như sau này có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ đi thánh địa một chút. Dứt lời, tay phải của Mạc lão hóa trưởng đánh vào trên tấm bia đá trước mặt hắn, tấm bia đá chấn động mạnh, tiếp theo cảnh tượng ở đó đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở xung quanh mọi người có những tấm bia đá kích thước khoảng trăm trượng lơ lửng trên không trung, chúng tản ra năng lượng kỳ lạ. Bị những năng lượng này ảnh hưởng, đám người Huyền không chỉ cảm thấy có thứ gì đang sói mòn. Lực sinh mạng sói mòn, lực sinh mạng đang sói mòn. Bán thánh ma tộc đột nhiên thất thanh hô to lên, trong giọng nói đầy kinh ngạc cùng khủng hoảng. Bọn họ làm bán thánh, tuổi thọ nhiều hơn so với người khác, nhưng cũng có giới hạn. Bọn họ đã sống rất lâu rồi. Cái bây giờ bọn họ để ý nhất chính là thọ nguyên, nhưng bây giờ tự nhiên có thứ có thể làm cho thọ nguyên của bọn họ giảm xuống, bọn họ làm sao không khủng hoảng cho được. Huyền không cũng thoáng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện ra, lực sinh mạng trong cơ thể hắn đang không ngừng sói mòn, tốc độ gần như chỉ một hơi thở lại sói mòn một ngày lực sinh mạng như vậy, cho dù là hắn cũng phải chấn động. Giết! Huyền không hề do dự cũng không nói thừa nữa, việc cấp bách là mau chóng loại bỏ người canh giữ mộ này. Nếu không càng ở bên trong này lâu, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Cẩn thận! Mạc lão nói với yêu thánh cùng yêu hoàng xong, sau đó lao vọt về phía huyền không. Trong giây lát, cuộc đại chiến bắt đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong những tấm bia đá lư lửng trên không trung của cổ vực thành, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được tình hình bên trong.
bởi vì ở trong đó có những tiếng nổ lớn thỉnh thoảng truyền đến. Phía dưới, sắc mặt đám người Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng vô cùng nghiêm trọng, bọn họ đã không thể nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc như vậy được. Đúng lúc này, Hiểu Thiên Cơ vốn vẫn im lặng lại đột nhiên quát lớn. Cẩn thận, có người đánh lén. Hiểu Thiên Cơ vừa dứt lời, chỉ thấy xung quanh cổ vực thành đột nhiên xuất hiện hơn 30 huyền giả. Tất cả đều là cảnh giới hoàng giả. Có hải tộc, cũng có ma tộc, cũng có đế quốc đỉnh Hán, còn có đám người nguyên thiên của nguyên môn trước đây nữa. Dương Diệp, ngày hôm nay ngươi đừng mong được thành hoàng. Nguyên thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía gian phòng của Dương Diệp. Ngăn cản hắn. Vẻ mặt đám người Thủy Hoàng đại biến, vội vàng quát. Nhưng không ai đi ngăn cản, bởi vì cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực bên này đều bị kìm chế. Lúc này thần sắc Nguyên Thiên dữ tợn, thi triển tốc độ đến cực hạn. Vạn năm cơ nghiệp của Nguyên Môn bị Dương Diệp hủy diệt, hắn giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi. Vì báo thù, hắn không tiếc dẫn theo mấy vị cường giả cảnh giới hoàng giả của Nguyên Môn nương nhờ ma tộc. Ban đầu, hắn cho là có thể mượn thế lực ma tộc để báo thù rửa hận. Nhưng hắn không nghĩ tới thực lực cùng thế lực của Dương Diệp này lại càng lúc càng lớn, làm cho hắn căn bản không có cơ hội báo thù. Cũng may, ông trời không phụ lòng người, ngày hôm nay, thánh địa cuối cùng đã phải cường giả bán thánh tới. Lấy thực lực cảnh giới hoàng giả của Nguyên Thiên, gần như chỉ trong chớp mắt, lại đi tới trên không trung gian phòng của Dương Diệp, hắn đang muốn ra tay. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng bắn nhanh đến. Nguyên Thiên thoáng biến sắc. Phải tay chặt nắm thành quyền, sau đó chợt đánh xuống. Ầm. Một tiếng động khẽ vang lên, luồng ánh sáng màu vàng tản đi, lộ ra một thanh trường thương màu vàng. Trường thương bị lực lượng cường đại của Nguyên Thiên công kích, bay ngược ra, vẻ mặt Nguyên Thiên lại biến đổi, bởi vì nắm đấm của hắn tự nhiên nứt ra. Nguyên Thiên nhìn theo hướng trường thương bay ngược lại, thấy nơi đó có một nữ tử mặc áo bào trắng đang đứng. Vũ thần. Hắn tất nhiên nhận ra An Nam Tĩnh. Đây chính là yêu nghiệt tuyệt thế có thể chống lại Dương Diệp. Lúc này cánh tay phải của An Nam Tĩnh đã mọc ra, khi đạt được cảnh giới tôn giả, chỉ cần có bí pháp, chỉ cần không phải vị trí quan trọng trên cơ thể bị trọng thương, các vị trí khác đều có thể khôi phục, trừ phi là bị năng lực đặc biệt gây thương tích. Thật ra người ngoài không biết, không chỉ Dương Diệp đột phá cảnh giới tôn giả, nàng đã ở bước cuối cùng rồi. Thật ra, mấy ngày trước nàng đã có thể trùng kích cảnh giới hoàng giả. Bởi vì nàng đã dung hợp hoàn mỹ 6 loại ý cảnh, đồng thời hấp thu kinh nghiệm cùng truyền thừa võ đạo của hơn 20 vị vũ thần, thăng cấp cảnh giới hoàng giả với người khác có thể khó như lên trời, nhưng đối với nàng lại tuyệt đối không khó khăn như vậy. Nhưng mấy ngày hôm trước nàng không trùng kích cảnh giới hoàng giả, bởi vì nàng đang đợi Dương Diệp. Về phần tại sao phải đợi Dương Diệp, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù sao chính là đợi. Dương Diệp cũng không để cho nàng chờ lâu, nhưng đáng tiếc. Người của thánh địa cùng Nguyên Thiên đến. Không có cách nào, cũng không do dự, nàng quyết đoán bỏ qua trùng kích cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, lúc trùng kích cảnh giới hoàng giả, không phải nói buông tha lại có thể buông tha được, nàng mạnh mẽ bỏ dở trùng kích cảnh giới hoàng giả, hậu quả chính là chỉ ít trong vòng 3 năm tiếp theo, nàng không có cách nào lại trùng kích cảnh giới hoàng giả được. Tuy nhiên nàng không có hối hận, giống như lần trước vì giúp đỡ Dương Diệp, bỏ qua ý định bế quan. Đi ra chiến đấu với người mù của thánh địa vậy. Nàng cùng Dương Diệp có phần giống nhau, chỉ cần là chuyện mình cảm thấy có thể làm, vậy sẽ đi làm, đúng và sai không quan trọng, quan trọng chính là mình sẽ không hối hận. Đâm đầu vào chỗ chết. Nguyên Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể thoáng di chuyển, lập tức đi tới trước mặt của An Nam Tĩnh, nắm đấm của hắn xé rách không gian, mang theo từng tiếng không khí nổ mạnh đánh về phía An Nam Tĩnh. Trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên một tia ngoan độc, trường thương màu vàng trong tay chợt đâm vào trên nắm đấm của Nguyên Thiên. Bành! An Nam Tĩnh liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước, bản thân Nguyên Thiên cũng bị chấn động lùi lại 10 bước. Không chỉ có như vậy, nắm đấm của hắn đã rách ra một cách nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương trắng bên trong. Đồng tử của Nguyên Thiên co lại, hắn không nghĩ tới mình lại bị một cường giả cảnh giới tôn giả tổn thương. Theo lời đồn đại yêu nghiệt này lấy cảnh giới tôn giả đã vượt cấp giết chết cảnh giới hoàng giả, hiện tại xem ra, đây căn bản không phải là tin đồn, mà trên đời này thật sự có loại thiên tài tuyệt thế này. Gương mặt An Nam Tĩnh trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nếu như nàng chiến đấu cùng Nguyên Thiên trong trạng thái bình thường,
nàng có tự tin tuyệt đối có thể giết chết Nguyên Thiên, nhưng trước đó nàng mạnh mẽ buông tha trùng kích cảnh giới hoàng giả, không chỉ tạo thành tai họa ngầm cho thân thể mình, còn bị cắn trả, cho nên ngũ tạng lục phủ trong cơ thể nàng đều đã xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, mà bây giờ nàng lại vừa cứng rắn nhận hai đòn của Nguyên Thiên, nói cách khác, lúc này nàng bị tổn thương càng nặng hơn. Nha đầu, đi mau. Phía xa, lão tổ của An Nam Tĩnh nhìn An Nam Tĩnh quát, nhưng rất nhanh, 4-5 vị cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc đã vây hắn. An Nam Tĩnh lau vết máu tươi bên khóe miệng, tay phải cầm trường thương chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào Nguyên Thiên, nói. Ngươi không qua được. Ngươi đã muốn tìm lấy cái chết, vậy tê sẽ giúp người được toại nguyện. Nguyên Thiên thò tay phải ra phía trước, không gian vặn vẹo một hồi, xung quanh có rất nhiều năng lượng tập trung về phía tay. Phải của hắn, tay phải của Nguyên Thiên chợt vỗ về phía An Nam Tĩnh. Phiên Thiên Trưởng. Nguyên Thiên vừa dứt lời, một trường ấn năng lượng rất lớn mang theo uy áp khủng khiếp nhanh chóng hiện ra, sau đó đánh về phía An Nam Tĩnh. Một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới hoàng giả, lại còn là huyền kỹ thiên cấp, uy lực như vậy phải khủng khiếp tới mức nào? Nếu như là bình thường, An Nam Tĩnh tất nhiên không khiếp sợ, nhưng lúc này. An Nam Tĩnh hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, gương mặt An Nam Tĩnh càng thêm trắng bệch, cùng lúc đó, thất khiếu của nàng bắt đầu tràn ra máu tươi. Nhà đầu, đừng làm chuyện điên rồ, người đi mau đi, lão tổ van xin ngươi. Phía xa, lão tổ An Nam Tĩnh đang giao đấu cùng người khác lại nhìn thấy An Nam Tĩnh mạnh mẽ phát động huyền khí thì lập tức hoảng hốt, vội vàng điên cuồng quát lên. Nhưng đáng tiếc, An Nam Tĩnh cùng thương hóa thành một đường ánh sáng màu vàng loa về phía trưởng ấn năng lượng mà Nguyên Thiên phát động ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của lão tổ An gia co lại kịch liệt, khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán, cho nên hắn quên xung quanh còn có kẻ địch, bị một cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc ra tay đánh vào ngực. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mũi thương liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đâm vào trên trưởng ấn năng lượng kia, liệt thiên cùng trưởng ấn năng lượng chấn động mạnh. Phụt. Trong miệng An Nam Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng ấn năng lượng nổ mạnh, An Nam Tĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà vào lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của An Nam Tĩnh, chợt đá vào bụng nàng. Bành. An Nam Tĩnh trực tiếp bay đi. Cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh, từ chỗ An Nam Tĩnh xuất hiện rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. An Nam Tĩnh không chết, nhưng lúc này xương cốt toàn thân cùng kinh mạch nàng đã vỡ nát từng tấc, bây giờ nàng thậm chí không giữ nổi liệt thiên. Không biết sống chết. Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn An Nam Tĩnh, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía An Nam Tĩnh. Nữ nhân trước mắt này có tiềm lực thiên phú quá khủng khiếp. Cho dù nàng đã tương đương với một kẻ phế nhân, nhưng chỉ có chết mới làm hắn có thể thật sự yên tâm. Cả người An Nam Tĩnh từ trên xuống dưới, chỉ có mắt là có thể chuyển động. Nàng muốn nhìn về phía Dương Diệp, nhưng dù thế nào cũng không thể xoay đầu được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đành thôi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng, bên ngoài cổ vực thành vạn mũi tên đều bắn tới, Dương Diệp bảo vệ nàng. Nhìn thấy Nguyên Thiên tiến về phía An Nam Tĩnh, vào giờ phút này, rất nhiều cường giả nam vực đều cảm thấy đầu óc chợt trống rỗng. An Nam Tĩnh lại phải chết như vậy sao? Ở dưới sự liên thủ của thánh địa, ma tộc, hải tộc, cường giả cảnh giới hoàng giả nam vực cùng yêu tộc bất kể là ở trên số lượng hay chất lượng, đều không bằng, cho nên nhóm cường giả nam vực bị áp chế chặt chẽ. Tuy rằng bọn họ biết an tình huống của Nam Tĩnh lúc này, nhưng lại không có người nào có thể lao tới cứu giúp. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mọi người sửng sốt, tiếp theo, đám người Thủy Hoàng mừng như điên, Dương Diệp thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả rồi sao? Lấy lực chiến đấu của Dương Diệp, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới hoàng giả, cho dù chỉ là nhất phẩm, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, còn có thể cứu được An Nam Tĩnh. Nguyên Thiên thoáng dừng lại một chút, nhưng trong phút chốc lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lao về phía An Nam Tĩnh. Hắn muốn cả đời này Dương Diệp đều sống ở trong sự hối hận. Tuy nhiên nguyện vọng của hắn lại không thực hiện được, bởi vì Dương Diệp đã đứng ở bên cạnh An Nam Tĩnh. Vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lại sửng sốt, Nguyên Thiên dừng bước, hắn nhìn Dương Diệp sửng sốt trong chớp mắt, sau đó rất nhanh đã không chút kiêng kỵ mà phá lên cười. Bởi vì Dương Diệp căn bản không phải là cảnh giới hoàng giả.
Cho dù đám người thủy hoàng cùng thú hoàng bị bao vây tấn công, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều không thoát khỏi thần thức của bọn họ. Khi nhìn thấy Dương Diệp vẫn chỉ là cảnh giới tôn giả cửu phẩm, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Nam vực bên này bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian, bọn họ sở dĩ khổ sở chống đỡ, chính là đang đợi Dương Diệp thành hoàng, nhưng mà bây giờ, Dương Diệp lại vẫn là cảnh giới tôn giả. Không cần nói cũng biết, Dương Diệp đã thất bại. Dương Diệp không phải thất bại, mà cũng giống như An Nam tính, vào giây phút cuối cùng hắn đã bỏ qua trùng kích cảnh giới hoàng giả. Lúc trước, thật ra hắn cũng không biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài, bởi vì khi đó ý thức của hắn chìm ở trong hồng mông tháp, đang lợi dụng những huyền khí màu tím bên trong hồng mông tháp cùng ba giọt tinh huyết thần thú điên cuồng rèn luyện thân thể, hy vọng đột phá rào cản của cơ thể, sau đó trùng kích cảnh giới hoàng giả. Hắn sắp thành công, nhưng khi ý thức hắn rời khỏi hồng mông tháp, chỉ thấy được cảnh tượng An Nam Tĩnh bị đánh bay như vậy. Ở giây phút đó, trong đầu Dương Diệp trống rỗng, thành hoàng gì đó, thực lực gì đó đều không thấy, có cũng chỉ là An Nam Tĩnh. Chỉ cần hắn kiên trì thêm một lúc lại có thể lập tức thành hoàng, chỉ cần thành hoàng, trong mảnh thế giới này, cho dù là bán thánh cũng đừng mong dễ dàng giết chết hắn, chỉ cần hắn thành hoàng, đại lục huyền giả lại có thể thống nhất trong thời gian ngắn. Chỉ cần thành hoàng, hắn lại có thể mở ra tầng thứ hai của hồng mông tháp, sau đó mượn bảo vật bên trong nâng cao thực lực. Chỉ cần thành hoàng, hắn lại có thể đi tới thánh địa cướp đoạt kiếm tổ. Chỉ cần thành hoàng, Dương Diệp hắn ở mảnh thế giới này lại không còn là con kiến hôi nữa. Nhưng hắn không do dự, cũng không có một tia do dự nào, quyết đoán bỏ qua thành hoàng, sau đó đi ra. Mạnh mẽ cắt đứt trùng kích cảnh giới hoàng giả thì phải trả giá rất lớn, máu tổ long, hồng mông tử khí. Còn có ba lớn tinh huyết thần thú trong cơ thể hắn vốn đã bị hắn hấp thu gần hết, nhưng bởi vì hắn mạnh mẽ ngừng trùng kích cảnh giới hoàng giả, bởi vậy, máu tổ long cùng hồng mông tử khí điên cuồng cắn trả. Nếu như không phải trong cơ thể hắn đã cứng rắn giống như bàn thạch, lúc trước sợ rằng hắn đã bị nổ tung mà chết. Cho dù hắn tạm thời mạnh mẽ trấn áp vấn đề trong cơ thể, nhưng ít ra trong bên trong 2 năm nữa, hắn đừng mong có thể trở thành hoàng, không chỉ vậy. Nếu như không giải quyết vấn đề máu tổ long cùng hồng mông tử khí triệt để, hắn lập tức sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên Thiên không hề ra tay, bởi vì Dương Diệp không có thành hoàng, thắng bại ở đây đã được quyết định rồi. Hắn lập tức châm chọc nói. Dương Diệp, ngươi thật đúng là quá ngu xuẩn, tự nhiên vì một nữ nhân mà buông tha cơ hội thành hoàng, ngươi có biết bởi vì quyết định của ngươi lần này, ban đầu chỉ cần chết nữ nhân này, nhưng bây giờ sẽ không chỉ có nữ nhân này phải chết. Dương Diệp ngươi cùng những người nam vực này đều phải chết theo ngươi hay không? Ngươi nói xem, ngươi có phải quá ngu xuẩn hay không? Dương Diệp không nhìn An Nam Tĩnh nữa, hắn hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, giọng nói hơi run rẩy. Trước đây, ta thật sự nên bất chấp mọi giá, cũng phải giết chết ngươi. Thật ra Đinh Thược Dược đã điều tra được đám người Nguyên Thiên ở ma tộc, nhưng hắn không để ý, bởi vì cho dù Nguyên Thiên nương nhờ ma tộc, chắc hẳn cũng chỉ để tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nữa lúc đó có quá nhiều chuyện, đồng thời bán thánh ma tộc hình như còn có ý liên minh cùng nhân tộc, bởi vậy hắn lại tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng hắn không nghĩ tới. Ha ha! Nguyên Thiên cười có chút đắc ý, dữ tợn nói. Dương Diệp, trước đây Nguyên Môn ta muốn đầu hàng, ngươi lại không chịu, kiên trì muốn tiêu diệt Nguyên Môn ta, thế nào, hiện tại đã hối hận rồi sao? Tuy nhiên tất cả đều muộn rồi. Hôm nay tất cả người nam vực có liên hệ với ngươi đều sẽ chết hết. Ong! Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên được rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím giống như bóng câu qua khe cửa cắt phá không trung. Khóe mắt Nguyên Thiên khẽ giật, hắn không dám khinh thường, tay phải chợt vỗ một cái, một trường ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, đánh vào phía trên đường kiếm khí màu tím kia. Nhưng trong phút chốc, sắc mặt Nguyên Thiên biến đổi. Bởi vì đường kiếm khí màu tím kia tự nhiên dễ dàng cắt ra trường ấn năng lượng của hắn. Nguyên Thiên hoảng hốt, hai tay khép lại, sau đó lại chợt đánh ra, hai trường ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, nhưng khi hai trường ấn năng lượng va chạm cùng đường kiếm khí màu tím của Dương Diệp lại dễ dàng cắt qua trường ấn năng lượng của hắn. Lần này, Nguyên Thiên kinh hãi gần chết, hắn không có cơ hội để ra tay nữa. Kiếm khí màu tím đã lóe lên ở trước ngực hắn. Hóa ra không phải là một đường kiếm khí. Nguyên Thiên không thể tin được, nhìn Dương Diệp phía xa, lúc kiếm khí màu tím này xuyên qua trước ngực hắn, hắn mới phát hiện, trong kiếm khí kia chỉ ít có chồng 3 đường kiếm khí. Đương nhiên, ngay cả như vậy,
ba đường kiếm khí cũng không có khả năng trực tiếp giết chết hắn trong nháy mắt, quan trọng nhất là ba đường kiếm khí lại một lần nữa đột nhiên tăng uy lực lên chỉ ít gấp 5 lần. Nguyên Thiên biết mình sơ suất cùng khinh địch, Dương Diệp còn khủng khiếp hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tuy nhiên hắn đã không có cơ hội để lại nhìn thẳng vào nữa Dương Diệp. Nhìn thấy Nguyên Thiên bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, cường giả ma tộc cùng hải tộc đều sửng sốt, Dương Diệp này thật sự chỉ là cảnh giới tôn giả à? Hắn thật chỉ là cảnh giới tôn giả sao? Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt đỏ như máu, ánh mắt của hắn đảo qua cường giả cảnh giới hoàng giả của ma tộc, nói. Ma tộc, hải tộc, được, rất tốt, sau ngày hôm nay, hai tộc này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đại lục huyền giả, ta muốn các ngươi phải bị diệt tộc đế trả giá cho hành vi của ngày hôm nay. Dứt lời, ý kiếm trong tay Dương Diệp chợt lại lao ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Đầu của một cường giả cảnh giới hoàng giả hải tộc lập tức bay ra ngoài. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng lên nhau, lại thêm một đòn chí mạng, cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường căn bản không chống đỡ được. Nhìn thấy Dương Diệp lại một kiếm chém giết một cảnh giới hoàng giả, cường giả hải tộc và ma tộc lập tức hoảng hốt, mỗi người vội vàng dừng tay, sau đó lui qua một bên, nhìn Dương Diệp đầy vẻ đề phòng. Trong lòng đám người thủy hoàng cùng thú hoàng lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tiếp tục chiến đấu. Nam vực bên này chắc chắn sẽ thất bại, mà một khi Nam vực bên này thất bại, sợ rằng bọn họ sẽ không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Ma tộc cùng hải tộc lại không phải là nhân tộc, bọn họ sẽ không có lòng thương hại đối với nhân loại. Người của ma tộc cùng hải tộc không dám tùy ý ra tay, Nam vực bên này muốn ra tay cũng không có năng lực, trước đó đánh một trận, ngoại trừ hai cảnh giới hoàng giả bị Dương Diệp giết chết, ma tộc cùng hải tộc không có người nào chết trận. Nam vực bên này đã có ba vị cường giả cảnh giới hoàng giả ngã xuống. Dương Diệp không ra tay tiếp, không phải hắn không muốn ra tay, mà hắn không có cách nào lại ra tay lần nữa. Liên tục thi triển hai lần chồng trảm thiên bạt kiếm thuật đã tiêu hao sạch sẽ huyền khí trong cơ thể hắn. Nếu để cho cường giả cảnh giới hoàng giả ma tộc cùng hải tộc biết điểm ấy, Nam vực bên này chắc chắn sẽ kết thúc. Hai bên đều không ra tay nữa, nhưng cũng không có lui lại. Bởi vì tất cả đều đang chờ thắng bại của những người bên trong tấm bia đá trên không trung của cổ vực thành. Nếu như thánh địa thắng, như vậy Nam vực khó có thể may mắn tránh khỏi tai kiếp. Còn nếu như mạc lão của Nam vực thắng, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Dương Diệp đứng lặng hồi lâu mới xoay người đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, nhìn dáng vẻ của An Nam Tĩnh lúc này, Dương Diệp dù cố kìm chế, nước mắt vẫn không nhịn được lại rơi xuống. Nam nhi có nước không dễ chảy. Chẳng qua là chưa tới mức thương tâm. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh An Nam Tĩnh, tay trái lau vết máu tươi bên khóe miệng nàng, nhưng hắn vừa lau sạch, trong miệng nàng lại có máu tràn ra, cho nên hắn lau thế nào cũng không thể lau sạch vết máu bên miệng nàng được. Nàng muốn ta nợ nàng cả đời sao? Tay phải Dương Diệp cầm tay của An Nam Tĩnh, chút huyền khí còn lại trong cơ thể điên cuồng lao về phía trong cơ thể An Nam Tĩnh. Vì sao? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, hỏi. Cho dù lúc này nàng bị thương nặng, nhưng vẫn có năng lực quan sát, nàng liếc mắt đã nhìn ra được Dương Diệp lúc này vẫn là cảnh giới tôn giả, mà không phải là cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp biết ý của nàng, dịu dàng nói. Bởi vì ta không ra, nàng sẽ chết. Trong mắt An Nam Tĩnh có phần dao động, chẳng qua chỉ nhìn Dương Diệp, không nói gì thêm. Dương Diệp nói. Ta rất muốn trở thành cảnh giới hoàng giả, bởi vì có thực lực cường đại. Lại có thể bảo vệ mình cùng người mình thích. Nhưng nếu như phải hy sinh nàng, để cho ta thành hoàng, cả đời ta đều sẽ không an lòng. Đừng nói là cảnh giới hoàng giả, cho dù là cảnh giới thánh giả ta cũng sẽ buông tha hoàn toàn không do dự. Dương Diệp hắn có thể vì nâng cao thực lực mà không từ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nâng cao thực lực mà hy sinh bằng hữu cùng người thân của mình. Mặc dù hắn tàn nhẫn, nhưng hắn làm người vẫn có ranh giới cuối cùng của mình. Ngươi thích ta sao? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp sửng sốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.